chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện. Chương 561, nàng không xứng có được tính danh sao, tống cửu viên cùng người nhà họ tống tiếp chỉ, triệu ân giang tế tiếng nói có chút chói tai. Tống Cửu Uyên vung lên áo tràn quỳ trên mặt đất, cứ việc nội tâm mười phần kháng cự, nhưng Khương Quán tốt hơn theo mọi người cùng nhau quỳ xuống tiếp chỉ, nhập gia tùy tục, nàng cũng không muốn trở thành dị loại. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, tư chiến vương Tống Cửu Uyên ứng chiến có công, đúng lúc gặp Thái Hậu Đại Thọ, chuẩn chiến vương dẫn đầu tất cả gia quyến hồi kinh, khâm thử, cái này thánh chỉ thật đúng là lời ít mà ý nhiều, Khương Quán yên lặng tại nội tâm nhã rảnh, nàng không xứng có được tính danh sao thần tiếp chỉ, Tống Cửu Uyên tiến lên tiếp nhận thánh chỉ, Tống Thanh thì tiến lên cho Triều Ân đưa một cái đỏ chót phong, làm phiền công công chạy như thế một chuyến, vất vả, nhà ta không khổ cực, Triều Ân đánh giá Tống Thanh, tiếp nhận hồng bao, trong lòng nắm chắc, vẫn là Tống Tướng Quân có phúc lớn, dứt lời, hắn đối Tống Cửu Uyên bàn giao nói, Thánh Thượng nghe nói Vương Gia cùng Vương Phi cáo kỉnh hòa ly, đặc biệt nhắc nhở nhà ta, hồi kinh lúc nhất định đem Vương Phi cũng mang về, công công yên tâm. Tống cửu uy nghiêng đầu thâm tình nhìn qua Khương Quán, lúc trước Vương Phi tại sinh bản Vương Khí, hiện tại đã sớm hòa hảo như lúc ban đầu, Vương Phi có phúc lớn, Triệu Ân dò xét ánh mắt rơi vào Khương Quán trên thân, cho dù nàng đã cố ý làm cho tiều tụy mấy phần, nhưng ở Triệu Ân trong mắt, Khương Quán biến hóa vẫn là rất lớn, cùng ngày thường kinh đô nhỏ trong suốt đã sớm hoàn toàn không giống, công công đường xa mà đến vất vả, Vương Gia đã chuẩn bị tốt đồ ăn, mời tống đại nương tử lo lắng triều ân khó xử khương quán liên tục không ngừng dời đi đề tài triều ân đến cùng là hoàng đế người bên cạnh làm sao lại nhìn không ra tống đại nương tử giữ gìn hắn lại lần nữa ngước mắt nhìn sang lúc này mới phát hiện khương quán bị tống gia tất cả mọi người vây vào giữa bọn hắn đều tại bảo vệ nàng rõ ràng hắn nhớ kỹ lúc trước bị lưu vong lúc khương quán thế nhưng là bị người nhà họ tống đều chán ghét mà vứt bỏ a à. hiện tại hắn trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ khương quán rất có thủ đoạn. Khương Quán tự nhiên không biết Triều Ân nội tâm suy nghĩ, nàng biết hắn đang đánh giá mình, liền tự nhiên hào phóng tùy ý hắn dò xét, đến cùng là tống cửu viên địa bàn, Triều Ân tạm thời không có làm khó hắn nhóm, mà là đi phòng trước dùng cơm. Quán quán, ngươi cùng đi ta trong viện dùng chút điểm tâm A, à. tống đại nương tự biết Khương Quán còn chưa ăn xong điểm tâm, liền nhiệt tình giữ chặt nàng tay, Khương Quán lắc đầu cự tuyệt, lập tức liền phải lên đường, ta còn phải trở về bàn giao thuộc hạ một ít chuyện. Vậy thì tốt, ta cũng không ép ở lại ngươi." Tống đại nương tử thở dài, gặp gỡ cái này sự tình, tất cả mọi người không mấy vui vẻ. Dù sao tại Cửu Châu thời gian này qua thật tốt, về kinh đô không phải bị tội a. À. Tống Cửu Uyên đem Khương Quán đưa về Khương phủ, liền cũng vội vàng đi thu xếp còn sót lại sự tình. Thu nương cùng Khâu nhạn thấy Khương Quán thập phần vui vẻ, cô nương, ngài trở về, đi vào lại nói, Khương Quán sải bước đi vào nhà bên trong nhìn thu nương cùng khâu nhạn khí sắc mười phần không sai hỏi lục thủy đâu lục thủy đang đi học thu nương mặt mày hớn hở nói mấy vị tiên sinh cũng khoe lục thủy có thiên phú tiểu nha đầu vui vẻ không được mỗi ngày canh giữ ở bên kia căn bản không tâm tư hồi phủ nha nàng cũng là thay lục thủy vui vẻ rốt cuộc tìm được giá trị của nàng nghe vậy khương quán nói về kinh đô sự tình thu nương ngươi tiếp tục lưu lại cửu châu quán tư các mỹ phẩm dưỡng gia ta sẽ lưu một chút tại khố phòng tiếp sinh đường bên kia ngươi cùng trưởng quỷ nói một tiếng ta lần này đi xa nhà ngày về không chừng tạm thời không tiếp đãi người bệnh cô nương thu nương bị nàng nói hốc mắt hồng hồng lần này lại không mang nô tỳ sao cửu châu không thể rời đi ngươi to to nhỏ nhỏ sổ sách bây giờ đều muốn dựa vào ngươi quản thương quán đối thu nương trấn an cười cười ngươi bây giờ thế nhưng là ta phụ tá đắc lực không chỉ có là cửu châu liền ta cũng không thể rời đi ngươi ngươi phải thật tốt thay ta coi chừng nhà vệ nhỏ bé nói chủ tử thu nương bị khương quán nói có chút ngượng ngùng khuôn mặt nhỏ hồng hồng nô tỳ không có ngươi nói lợi hại như vậy ngươi có khương quán lại nhìn về phía hơi có chút thất lạc khâu nhạn khâu nhạn lần này đi kinh đô nguy hiểm trùng điệp ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ sao nàng từ đầu đến cuối nhớ kỹ khâu nhạn có tâm nguyện của mình cho nên khương quán rất tôn trọng khâu nhạn ý nghĩ nô tỳ nguyện ý khâu nhạn không kịp chờ đợi lớn tiếng đáp ứng Nàng mới vừa rồi còn coi là cô nương không muốn mang nàng, thậm chí còn có chút ao ước cô nương cùng thu nương quan hệ. Thu nương có chút thất lạc, nhưng cũng nghĩ mở, lập tức nói: "Cô nương, nô tỳ cái này đi chuẩn bị cho ngươi một chút trên đường ăn lương khô." Khâu Nhạn biết công phu, hồi kinh trên đường nguy hiểm trùng điệp, nàng đi theo ba thích hợp hơn, mà mình sẽ chỉ cản trở. Nhìn nàng nhanh như vậy nghĩ thoáng đi phòng bếp, Khâu Nhạn còn thật hâm mộ, nhìn không được giúp nàng nói tốt. Chủ tử không có ở đây thời điểm, thu nương đặc biệt tận chức tận trách, ta biết, các ngươi đều là tốt. Khương Quán mỉm cười đối khâu nhạn nói, đi trước thu dọn đồ đặt đi, ngày mai sẽ phải xuất phát, cùng cần cáo biệt người cáo biệt, đến cùng tại cửu châu sinh sống lâu như vậy, mỗi người đều có mình vòng tròn. Khương Quán mười phần lý giải, nàng đầu tiên là đi khố phòng, đem gần đây tại không gian làm cao cấp mỹ phẩm dưỡng da chuyển rất nhiều ra tới, bận rộn phía dưới, nàng kém chút quên ăn điểm tâm, vẫn là thu nương làm một chút ăn đưa tới. Cô nương, trước lót dạ một chút, thu nương tri kỷ, làm Khương Quán thích ăn nhất đĩa lòng, ta liền nhớ thương cái này cà lăm, Khương Quán không để ý hình tượng tọa hạ ăn như gió cuốn, ăn xong về sau thậm chí còn ở một cái, cô nương ăn từ từ, thu nương như cái từ mẫu đồng dạng tại bên cạnh yêu thích nhìn xem Khương Quán ăn, có thể bị cô nương tán thành, trong nội tâm nàng vui vẻ không được, thu nương, ta bàn giao ngươi mấy chuyện, đã muốn đi kinh đô, Khương Quán cũng sợ rời đi về sau bị trộm nhà. Dù sao nhị hoàng tử bọn hắn ngay tại khoảng cách cửu châu chỗ không xa. Chẳng qua nếu là thái hậu đại thọ, chắc hẳn lần này các hoàng tử đều sẽ về kinh đô. Thu Nương tinh tế nghe Khương Quán căng dặn, lại báo cáo Khương Quán rời đi về sau cửu châu phát sinh sự tình. Cái này nói chuyện, liền đi qua gần nửa canh giờ, Khâu Nhạn mặt đen lên tiếng đến báo cáo. Cô Nương, thành phó tướng đến rồi. A, à, chính là trước đó cái kia không tin Khương Quán có thế trồng ra đồ vật thành phó tướng, để hắn đi phòng trước. Khương Quán dọn dẹp một chút đi phòng trước, chỉ thấy thành phó tướng có chút thấp thỏm đứng ở đằng kia, hắn đi tới đi lui, nhìn có chút khẩn trương, thành phó tướng, tìm ta có việc sao, Khương Quán có chút bận biệu, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, nàng còn tưởng rằng thành phó tướng gặp gỡ khó xử sự tình, ai ngờ thành phó tướng nhăn nhăn nhó nhó hồi lâu, nói, Vương Phi, Phục Linh cô nương không cùng ngươi đồng thời trở về sao, Phục Linh, Khương Quán nháy mắt nhớ tới lần trước Phục Linh thay hắn chữa bệnh lúc hắn đỏ chót mặt không thể nào khương quán nghĩ đến phục linh cùng trình cẩm ở giữa phấn hồng bong bóng vô tình đâm thủng thành phó tướng ảo tưởng không có phục linh là dược vương cốc người ở ta nơi này chỉ là ở tạm kia vương phi biết phục linh cô nương lúc nào sẽ đến cửu châu sao thành phó tướng ngữ khí có chút kích động ngày qua ngày ngóng trong phục linh không có lường trước lần này nàng không cùng vương phi đồng thời trở về không xác định khương quán uyển chuyển nói dược vương cốc đại phu lịch luyện lúc giảng cứu một cái đi chữ nàng sẽ không ở một chỗ đợi lâu, cũng chú định dừng không được bước chân. Chương 562, hắn có phải là căn bản cũng không thích ta, đáng tiếc thành phó tướng là cái lớn thẳng nam, nghe không hiểu Khương Quán Uyển chuyển lời nói, được rồi, đa tạ Vương Phi, hắn có chút thất lạc xoay người rời đi, cũng có mấy phần thất tình bộ dáng, Khương Quán bỗng nhiên liền có chút đau đầu, rất nhanh nàng liền không có thời gian đi suy tư những cái này, biết được nàng trở về, Trần Sách cũng ngựa không dừng vó mang theo Trần Nương Tử đến tái khám. So với trước đó nổi điên bộ dáng, Trần Nương Tử lúc này khôi phục không ít, nụ cười đều điềm tĩnh rất nhiều. Vương Phi, làm phiền ngươi thay Nương Tử nhìn một cái. Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Trần Nương Tử đối Trần Sách khoát tay áo, ta cùng Vương Phi còn có thể mình lời muốn nói. Trần Sách nụ cười có chút cưng chiều, quay người rời đi, đem không gian để lại cho các nàng. Nờ tờ Khương Quán sờ lấy Trần Nương Tử mạch đập cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nàng khôi phục, mấy ngày này ngươi khôi phục không tệ, nhờ có vương phi tìm ra cái kia miệng lưỡi quả phụ, trần nương tử ấy nấy nói, nàng còn châm ngòi quan hệ của chúng ta, ta cũng là thân thể càng ngày càng tốt về sau mới càng muốn minh bạch nàng dụng ý khó dò, chẳng qua cũng may nàng gặp báo ứng, thanh danh xấu về sau, nghe nói người nhà mẹ nàng sợ nàng liên lụy, ngựa không dừng vó đưa nàng gả cho một cái mãn phu, sau đó thì sao? Khương Quán luôn cảm thấy Trần Sách không phải như thế lương thiện người, chỉ là lấy chồng mà thôi. Quả nhiên, Trần Nương Tử thở dài một cái, nàng xác thực số mệnh không tốt, gã cầm thú, nam nhân kia ăn say rượu liền đánh nàng, trước mấy ngày nghe nói người đều bị sống sờ sờ đánh chết. Khương Quán, nàng có chút hoài nghi cái này hai cưới đối tượng là Trần Sách hỗ trợ chọn. Trần Nương Tử còn tại phối hợp nói, may mắn vương phi phát hiện ra sớm, nàng số mệnh không tốt, nếu là thật thành tướng công tiểu thiếp cũng sẽ quấy nhà chúng ta trạch không yên. Ngươi bây giờ đừng nghĩ những cái này, hy vọng ta từ kinh đô sau khi trở về, ngươi đã khỏi hẳn. Khương quán miễn cười nâng bút bắt đầu viết thuốc phương tử, thuốc phương tử cũng phải đổi một cái. Vương Phi, Trần Nương Tử bỗng nhiên xấu hổ, nàng mười phần nhỏ giọng nói, ngươi nói Trần Gia chỉ có văn hạo một nam hài tử có thể hay không quá đơn rồi. Lúc trước nhà chúng ta liền tướng công một cái, cho nên lưu vong thời điểm liền cái giúp đỡ đều không có cho nên ta nghĩ đến lại thay tướng công nhiều sinh mấy đứa bé hiện tại cái này bệnh sẽ ảnh hưởng những cái này sao khương quán nhíu nhíu mày khuyên nhủ ta đề nghị ngươi bây giờ không muốn suy xét những thứ này trước đó lưu vong thời điểm thân thể ngươi thâm hụt lợi hại ngươi nếu là nghỉ sinh cũng phải điều trị điều trị tốt a à, trần nương tử có chút thất lạc vuốt bụng của mình vậy thì chờ vương phi từ kinh đô trở lại hẳn nói có hai đứa bé không phải rất tốt sao Khương Quán kỳ thật không phải rất có thể hiểu được cổ đại đa tử nhiều phút. Dù sao sinh con đối với phụ nữ mà nói chính là sông quỷ môn quan, sinh quá nhiều, nữ tính thân thể hao tổn lợi hại. Trần Nương Tử mấp mấy môi, giải thích nói là rất tốt, nhưng văn ân cuối cùng phải lập gia đình a. À. Trong nhà nhiều mấy cái huynh đệ, về sau cũng có thế che chở nàng một chút. Khương Quán, nàng cân nhắc nói, cái này sự tình không vội, ngươi dù sao cũng phải cùng Trần Sách thương lượng một chút, đúng. Vương Phi nhắc nhở đúng, Trần Nương Tử từ trong tay áo lấy ra một khối khăn, khăn ở giữa còn bao lấy đồ vật. Vương Phi năm lần bảy lượt cứu ta, ta thực sự cảm kích, đây là ta trong mấy ngày qua chỉnh lý vật cũ lúc từ y phục trong túi hủy đi ra tới, chắc hẳn cũng là năm đó cha mẹ ta lưu lại di vật, cũng hẳn là trước đó tàn bảo đồ mảnh vỡ, khương quán, khương quán vạn vạn không nghĩ tới, Trần Nương Tử trong tay thế mà còn có một khối tàn bảo đồ mảnh vỡ, nàng tâm tình hết sức phức tạp, cái này có chút quý giá, ta bổ ngươi một chút bạc, không cần không cần, trần nương tử nụ cười chân thành tha thiết, vương phi đã cứu ta không chỉ một lần, cái này tàn bảo đồ là cái hư đồ vật, ta còn ngại không lấy ra được, là đồ tốt, khương quán trong lòng vui lên, mặc kệ có hay không bảo bối, nhưng nàng cảm thấy thú vị. Cuối cùng Trần Nương Tử đến cùng tịch thu Khương Quán cho bạc, bưng lấy một cái toa thuốc trở về nhà. Nghe nói Khương Quán muốn rời khỏi, một đợt lại một đợt người đến tiễn biệt, có chút là trở ngại tống cửu biên mặt mũi, mà còn có là Khương Quán đã từng đã giúp người, nàng đều kiên nhẫn từng cái cùng bọn hắn hàng huyên một hồi, chờ làm xong những cái này, Thu nương cùng Khâu nhạn cũng đem trên đường muốn dùng đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng, trọn vẹn hai chiếc xe ngựa, Khương Quán thấy có chút xấu hổ, Thu nương không dùng được nhiều đồ như vậy, lại nói vương gia bên kia cũng sẽ chuẩn bị một chút ăn, nhiều lắm cũng phiền phức, vương phủ chuẩn bị chính là vương phủ, đây là nô tỳ thay cô nương chuẩn bị a. À. Thu nương nghĩ là, những cái này đều là cô nương lực lượng, không thể để cho người ngoài coi là cô nương dễ khi dễ, được được được, vất vả thu nương nha. Khương quán đến cùng không có cự tuyệt, nghĩ thầm xuất phát về sau nàng có thể lặng lẽ thuận một chút bỏ vào không gian, bên trong nhịn thả, nghỉ ngơi một đêm, sắp xuất phát lúc, tề sở bỗng nhiên đến tìm nàng. Khương tỷ tỷ, ta không cùng các ngươi đồng hành, chậm chút ta lại đến Kinh Đô, ngươi đã muốn về Kinh Đô, làm sao không cùng chúng ta cùng một chỗ. Khương Quán có chút bận tâm tề sở, nàng một cái tiểu cô nương đơn độc xuất hành không an toàn, ta muốn về trước một chuyến nhà. Tề sở khuôn mặt nhỏ hồng hồng, ta cùng Tống Cửu thị hôn sự còn không có định ra, dù sao cũng phải trở về báo trước các trưởng bối một tiếng, cũng là kiểu nói này, Khương Quán vậy mà cảm thấy nàng nói rất có lý, vậy ngươi trên đường cẩn thận, ừm, ta hiểu được. Tề sở nhìn có chút thất lạc, Khương Quán trực giác không thích hợp, thế nào, ngươi nhìn giống như không quá cao hứng. Khương tỷ tỷ, Tống Cửu thỉ không hề đề cập tới cưới ta sự tình, hắn có phải là căn bản cũng không thích ta. Tề Sở từ trước đến nay lẫm lẫm liệt liệt, Khương Quán hiếm khi nhìn nàng như thế lo được lo mất, các ngươi trước đó không phải minh xác biểu đạt qua tâm ý của mình sao? Từng, Tề Sở nhẹ gật đầu, kể từ khi biết muốn về kinh đô về sau, hắn nhìn rầu rĩ không vui, ta hoài nghi hắn có chuyện giấu giếm ta, Khương tỷ tỷ, ngươi nói hắn chẳng lẽ tại kinh đô có thân mật a? À? Làm sao có thể? Khương Quán nhớ kỹ vừa xuyên lúc đến Tống Cửu thị nho nhỏ, chẳng lẽ cổ nhân có sớm như vậy quen, dù sao hắn không thích hợp, Tề Sở hừ nhẹ một tiếng, "Khương tỷ tỷ, ngươi nhiều giúp ta chú ý hắn động tĩnh, vạn nhất có cái gì cô nương xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhất định phải kịp thời mật báo." Nói như vậy, nàng còn đặc biệt viết xuống trong nhà mình địa chỉ, sợ bỏ lỡ Khương Quán gửi thư. "Được." Khương Quán tư tâm cũng hy vọng cùng Tề Sở tốt như vậy chung đụng người trở thành chị em dâu rốt cuộc đem người hống tốt, tề sở trực tiếp từ nàng cái này xuất phát về nhà. Đến mức ngày thứ hai khương quán bọn hắn xuất phát lúc, tống cửu thủy vẫn là mộng, đi, ngươi còn tại nhìn cái gì? Tống cửu viên có chút im lặng kéo ra miệng, lần này bọn hắn hồi kinh thanh thế cuồn cuộn tống gia tăng thêm khương quán xe ngựa trọn vẹn bốn chiếc, triều ân bọn hắn cũng có một chiếc xe ngựa, nữ tử ngồi xe ngựa, mà nam tử cưỡi ngựa, lúc này tống cửu thủy lưu luyến không rời, sợ sợ nói xong đến tiễn ta ngươi đừng chờ. Khương quán sốc lên xe ngựa rèm, từ bên trong nhô ra một cái đầu, nàng muốn trước tiên về nhà một chuyến. Nàng nói ném cho tống cửu thỉ một phần tin, là tề sở nhờ nàng chuyển giao cho tống cửu Thủy, Chương 563, lại nhìn nhau xuống dưới ngươi phải nhau thành lão cô nương, tạ ơn quán quán tỷ. Tống cửu thỉ biểu lộ có chút khó coi, nhưng cũng biết cái này sự tình trách không được khương quán. Hắn tiếp nhận tin, năm ngón tay nắm chặt thành trảo, nhìn tâm tình hết sức phức tạp, làm sao rồi, Triệu ân xốc lên xe ngựa rèm, từ phía trước trong xe ngựa duỗi ra một cái đầu, trong mắt lộ ra nghi hoặc, không có việc gì, lên đường đi. Tống cửu thỉ không nghĩ cho hắn biết tề sở thân phận, cũng nháy mắt minh bạch tề sở dụng ý. Triệu ân mang theo thâm ý liếc mắt nhìn hắn, và nhỏ ngón tay buông xuống xe ngựa rèm. Tống cửu ly nhịn không được lẩm bẩm một câu, giả vờ giả vịt, chó săn một cái, suyệt, tống đại nương tử kém chút che tống cửu ly miệng, người nói nhỏ chút, Người ta tốt xấu là cái kia vị diện trước hồng nhân, coi như không có thực quyền gì. Tại cái kia vị diện trước nói ngươi vài câu, có ngươi chịu, ta chính là không quen nhìn hắn kia sĩ diện dạng. Tống cửu ly thanh âm rất nhỏ, có chút tính trẻ con, để Tống đại nương tử có chút bất đắc dĩ. Khương quán lại nhìn ra được, Tống cửu ly không quá cao hứng, xem ra cũng có phiền lòng sự tình a, à. không quen nhìn cũng đừng nhìn. Tống đại nương tử không cao hứng điểm một cái trán của nàng lần này hồi kinh cho ta thu những cái này tính tình của ngươi thiếu cho ngươi ca gây phiền toái mặt khác ngươi cũng đến nghị thân niên kỷ cửu châu không có gặp thích hợp ta hồi kinh cho ngươi nhìn nhau khương quán trực giác không tốt cô gái nhỏ này có mình ý nghĩ quả nhiên một giây sau tống cửu ly biến sắc quật cường nói ta không muốn nhìn nhau lại không nhìn nhau ngươi liền phải ngao thành lão cô nương tống đại nương tử có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép quay đầu hỏi ngồi ở bên cạnh khương quán 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 ngươi nhanh khuyên nhủ nàng, cái này, Khương Quán lúng túng kéo ra một nụ cười, cái này chuyện gấp không được, nương, Tống Cửu Ly mở ra cái khác mặt không có phản ứng Tống Đại Nương Tử, trong đầu hiển hiện thịnh nghị tấm kia trong trẻo lạnh lùng mặt, hắn đã đã lâu không gặp nàng, càng nghĩ Tống Cửu Ly càng khó qua, kém chút nhịn không được khóc thành tiếng, liền rời đi, hắn đều không có cái gì phản ứng, đối nàng thật đúng là lạnh lùng. Thẳng đến bên ngoài truyền đến một trận tiền ồn ào, Khương Quán vô ý thức xốc lên xe ngựa rèm, liền nhìn thấy tống cửu uyên trước ngựa quỳ một thiếu nữ vương gia vương gia cứu mạng a khương quán tim nhảy một cái chẳng lẽ lại là một cái được phái tới cầu tống cửu uyên phụ trách a tống cửu uyên cũng không muốn để ý tới hắn khẽ nhíu lại lông mày còn chưa mở miệng đằng trước trong xe ngựa triều ân lại xốc lên xe ngựa rèm vương gia vị này là không biết tống cửu uyên thanh âm lãnh lãnh đạm đạm cô nương kia biểu tình ngưng trọng vẻ mặt cầu xin nói vâng vương gia xác thực không biết ta thiếu nữ kia run rẩy thân thể nhấp nhẹ lấy môi ánh mắt hoảng sợ từ thất thần tống cửu thủy trên thân nhanh chóng dịch chuyển khỏi mà phía sau nàng xa xa mấy người cao mã đại đưa nàng bắt áp ở dọa đến thiếu nữ kia hoảng sợ hô to cứu mạng cứu mạng a à, nàng điên cuồng phản kháng nhưng vẫn là đánh không lại mấy cái này đại hán rất nhanh liền bị bịt miệng lại cũng là lúc này khương quán ngước mắt thoáng nhìn cách đó không xa tửu lâu lầu hai ngồi đạo thân ảnh quen thuộc kia là khương uy lần trước khương quán ra tay để hắn trên giường sinh sôi nằm hơn phân nửa tháng lúc này cho dù khôi phục không ít thân thể vẫn là ốm đau bệnh tật xem ra chuyện hôm nay cùng hắn thoát không ra quan hệ a à. thấy cô nương đã bị bắt bắt người bên trong cầm đầu vị đại hán kia vương mảnh tử chắp tay đối tống cửu uyên nói thật có lỗi vương gia đây là tiểu nhân trong nhà nương tử nàng đầu óc có bệnh miệng bên trong hết thảy đều là nói mò nhiễu quý nhân thực sự thật có lỗi khương quán có chút đứng dậy xốc lên xe ngựa rèm đi ra, đã Khương Uy thu xếp trận này trò hay, sợ là không có dễ dàng như vậy thiện, quả nhiên, Tống Cửu Uyên còn chưa mở miệng, đằng trước triều ân lanh lãnh tiếng nói chợt vang lên. Nhà ta tại Kinh Đô nghe nói vương gia đem cửu châu quản lý ngay ngắn rõ ràng, theo lý mà nói không nên phát sinh dạng này trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình A, hồi bẩm quý nhân, đây không phải trắng trợn cướp đoạt, nàng là người của ta. Vương Mảnh tử mặt đen lên giải thích một câu, nàng bệnh, thường xuyên nói mê sản, nhà ta nhìn nàng không giống như là nói mê sản, vương gia, đây là ngài đất phong, việc này còn phải thật sinh xử lý, triệu ân nói rõ là muốn xem kịch, tống thanh nhìn tống cửu biên mặt lạnh, hòa giải nói, nhưng chúng ta vội vã đi đường, không sao, canh giờ còn sớm, chậm trễ không được bao lâu, triệu ân một bộ thay bách tính mỹ bộ dáng, lại vặn ba xuống dưới ngược lại là lộ ra tống cửu biên không hiểu nhân tình, khương quán chậm chậm đi tới, nàng có chút nhất lên cái cầm, đối vương mãnh tử nói, để nàng đến nói, đã đây là người ta thiết tốt cái bẫy, không cho người ta biểu diễn cơ hội sao được, nàng dù sao cũng phải ngẫm lại làm sao phá cục, vương mãnh tử sững sờ, vô ý thức liếc qua tống cửu uyên bên cạnh tống cửu thỉ, bởi vì tề sở sự tình còn đang mất thần tống cửu thỉ bị nhìn không hiểu thấu, ngươi nhìn ta làm gì, tống cửu thỉ có chút mê mang. Sau đó vương mảnh tử liền nhổ nhét vào cô nương kia miệng bên trong thăng lau, cô nương điên cùng lắc đầu, cứu mạng, ta không phải vợ hắn, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra, Khương Quán vòng cánh tay đứng tại đám người này trước mặt, rất hiển nhiên cô nương này không tin Khương Quán, nàng lắp bắp nhìn qua Tống Cửu Uyên, Tống Cửu Uyên phiền muộn mở miệng, Vương Phi đại biểu chính là ý tứ của bản vương, ta, ta, cô nương yên nhi bịch lại lần nữa quỳ xuống, lần này là quỳ gối Khương Quán trước mặt, Vương Phi, ngài cũng là nữ tử, hẳn là có thể hiểu được khó xử của ta. Ta xác thực không phải vợ hắn, bởi vì ta là bị hắn chủ tử giành được, nếu là ta không thuận theo, hắn uy hiếp ta muốn giết cả nhà của ta, nói hưu nói vượng, vương mảnh tử làm bộ muốn đi đánh yên nhi, khương quán một ánh mắt, bị khâu nhạn ngăn lại, khâu nhạn ánh mắt giữ dằn, ngươi làm cái gì, tiểu nhân? Tiểu nhân chính là muốn để nàng chớ nói nhảm, vương mảnh tử ngượng ngùng cười cười, sau đó lại mịt mờ liếc qua tống cửu thỉ. Đối đầu cách đó không xa lầu hai Khương Uy ánh mắt hài hước, Khương Quán nháy mắt minh ngộ, nàng nhìn về phía tống cửu uyên vương gia chúng ta ngăn ở trên đường cũng không tốt không bằng để mọi người đưa xe ngựa dịp chuyển khỏi một chút cái này sự tình chúng ta chậm rãi xử lý nhưng không thể ảnh hưởng dân chúng sinh hoạt bất luận cái gì thay tống cửu uyên tích lũy thanh danh cơ hội khương quán cũng sẽ không bỏ lỡ nghe vậy tống cửu uyên biểu thị tán thành để tống dịp đi thu xếp mà hắn tung người xuống ngựa cùng khương quán đứng tại một khối đọc sách hắn lạnh buốt ánh mắt rơi vào vương mãnh tử trên thân sau đó nhẹ nhàng rơi vào yên nhi trên thân người trong mong chạy đến bản vương trước mặt chẳng lẽ liền chủ tử của bọn hắn là ai cũng không biết a à. hắn nơi này trong lời nói mang chút trào phúng không giống khương quán sẽ kiên kỵ thanh danh của hắn tống cửu viên tính tình lạnh nhạt thế nhân đều biết yên nhi lóe ra đôi mắt đối đầu vương mảnh tử uy hiếp người ánh mắt nàng hoảng sợ chuyển khai ánh mắt vương phi ta biết nói một chút đi khương quán nghĩ thầm nàng chẳng lẽ trợn tròn mắt nói lời bịa đặt nói là tống cửu viên a à. Tống cửu viên đối nàng coi trọng cửu châu người đều biết, nếu thật là dạng này, vậy cái này mưu kế khó tránh khỏi có chút cấp thấp, có lẽ là đoán được khương quán ý nghĩ, tống cửu viên quang minh chính đại dắt nàng tay lấy đó trấn an, cũng là lúc này, yên nhi trực câu câu con ngươi rơi vào thất hồn lạc phách tống cửu thỉ trên thân, bàn tay trắng nõn chỉ qua, là hắn, chương 564, tống cửu thỉ, ngươi cho lão nương dừng tay, như thế một chỉ, đám người xôn xao thế mà là tống cửu thị trắng trợn cướp đoạt dân nữ dân chúng nhìn nàng chỉ vào tống cửu thị lập tức mỗi người nói một kiểu không phải đâu vị kia thế nhưng là vương gia đệ đệ a à. cũng bởi vì là vương gia đệ đệ nếu là hắn làm ác còn có vương gia lật tẩy thật không nghĩ tới người như hắn vậy ngươi nói cái này sự tình vương gia có biết hay không a à? không phải ta tống cửu thị không hiểu thấu bị oan uổng khí giống báo nhỏ giống như hắn tung người xuống ngựa một cái đi nhanh vọt tới yên nhi trước mặt. Ác thanh ác khí nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa. Ta, à, yên nhi dường như bị tống cửu Thỉ hù đến, nàng run rẩy thân thể, càng lộ ra rất thật. Tống cửu thị tức giận vô cùng, chỉ vào vương mảnh tử đối tống cửu uyên cùng khương quán nói, đại ca, quán quán tỷ, ta thật sự không biết bọn hắn. Vâng, chúng ta không biết. Vương mảnh tử biểu lộ kiên định, mặc dù là tại giúp tống cửu Thỉ nói chuyện, nhưng càng làm cho người ta hoài nghi tối thiểu dân chúng tồn lòng nghi ngờ ta thế nào cảm giác bọn hắn giống như là nhận biết không biết ai giúp hắn nói chuyện a à, ta đoán chừng bọn hắn chính là cùng một bọn tiểu cô nương này thật đúng là đáng thương đây chính là vương gia thân đệ đệ sợ là sẽ không hướng về nàng vương gia người rất tốt đến chúng ta cửu châu về sau một mực thay chúng ta cửu châu bách tính nghĩ hẳn là không đến mức vương gia triều ân chậm rãi xuống xe ngựa không nhanh không chậm mở miệng nói vương gia thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, việc này còn hy vọng ngài có thế công bằng xử trí, hồi kinh về sau nhà ta sẽ một năm một mười bẩm báo cho thánh thượng, bản vương biết, tống cửu uyên làm sao không biết triều ân là đang cố ý uy hiếp hắn, người ta liền đợi đến bắt hắn biếm tóc nắm hắn, nghe vậy tống cửu thị khí tóc đều nhanh muốn dựng thẳng lên đến, hắn nắm chặt nắm đấm, hung giữ trừng mắt y nhi, ngươi thật nhận biết ta, ánh mắt kia đặc biệt hung ác, Khương Quán Tổng lo lắng hắn lại đột nhiên ra tay, sợ là sẽ phải chuyện xấu ta à, yên nhi sợ hãi rụt rè hướng khương quán sau lưng tránh vương phi là hắn chính là hắn ngươi tống cửu thị thực sự nhịn không được nắm đấm vừa nâng lên bị một đôi ôm nhu tay nắm chặt tống cửu thị ngươi cho lão nương dừng tay tống cửu thị quay đầu chấn kinh ở liền đối với bên trên tề sở xinh đẹp con ngươi sợ sợ không phải rời đi sao làm sao còn tại chớ nói hắn liền khương quán đều rất kinh ngạc rõ ràng nàng hôm qua tự tay đem người đưa tiễn, tề sở hừ nhẹ một tiếng, ngạo kiều nói, không đi, nàng căn bản không đi, cũng là bởi vì không nở, cho nên mới trốn ở khách sạn đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, kết quả có người dám lại nàng trên thân nam nhân, nàng làm sao nhịn được, khương quán vô ý thức nhìn về phía triều ân cùng khương uy, sợ bọn họ nhận ra tề sở, dạng này liền phiền phức, dù sao chữ lão thân phận không tầm thường đại khái là bởi vì tề sở từ nhỏ liền không yêu lưu tại trong phủ cho nên nhận biết nàng người cũng không nhiều triệu ân nhíu mày nhìn về phía tống cửu thủy quỷ dị thoáng nhìn tống cửu thủy giơ lên một vòng cười mà tề sở biểu thị công khai chủ quyền giống như đứng tại tống cửu thủy trước mặt đối yên nhi nói ta là tống cửu thủy người yêu ngươi cảm thấy hắn có ta sẽ còn đi đoạt ngươi sao hời hợt ngữ khí nói ra nhất bá khí ánh mắt của mọi người tại giữa hai người dò xét cái này yên nhi tướng mạo quả thật không tệ được cho tiểu gia bích ngọc thế nhưng là cùng nhưng mặt mày anh khí tề sở so ra liền có thêm mấy phần không phóng khoáng như thế vừa so sánh xác thực rất không có khả năng ai ngươi không hiểu nam nhân nam nhân nơi nào sẽ tương đối cái này vòng mập yến gầy đều thích nam nhân đều nghĩ hưởng thụ tề nhân chi phúc vẫn là nhìn vương gia xử lý như thế nào đi ta cũng không biết yên nhi bắt đầu trang ủy khuất ta sao có thể hiểu các ngươi quý nhân ý nghĩ đâu nếu có thể lựa chọn ta tình nguyện gả một cái bình thường phổ thông người ta, cũng không muốn làm thiếp. Ua, đây là ám chỉ tống cửu thị có người trong lòng còn muốn đoạt nàng trở về làm thiếp rồi. Một mực ngồi ở trên xe ngựa tống đại nương tử chung quy nhịn không được, nàng xốc lên xe ngựa rèm, tức giận nói, chúng ta tống gia nam nhân 40 không con mới có thể nạp thiếp, ngươi đừng muốn bại hoại con ta thanh danh. Phu nhân, yên nhi bụng mặt bắt đầu khóc trống lên, ta đều đã, đã là hắn người, về sau rốt cuộc không gả ra được a. À? Ta sẽ không nhận lầm, hắn sau lưng có một khối bớt, đám người, tề sở ánh mắt xoát rơi vào tống cửu thị trên lưng, lập tức có chút tức giận, con hàng này làm sao như thế không bớt lo, liền trên lưng bớt đều bị người khác nhìn đi, liền tống đại nương tử đều yên lặng, nàng nhớ kỹ cửu thị trên thân xác thực có cái bớt a, liền trên lưng bớt đều nhớ rõ ràng như vậy, tống nhị công tử ngươi nói như thế nào, triều ân sợ tống cửu viên không xử lý tống cửu thị, lại nhảy ra ngoài, tề sở khí dơ chân nhưng nàng bây giờ không có gì thân phận thật đúng là không dám cùng triều ân đối nghịch nghe vậy tống cửu viên hiếp hiếp mắt mắt còn chưa mở miệng khương quán nắm chặt hắn tay mở miệng nói trên lưng bớt đến cùng có hay không khác nói hầu hạ nhị đệ gã sai vặt nhiều như vậy nếu muốn biết nhị đệ trên thân có hay không bớt cũng không phải việc khó gì đúng nha ta còn nói ngươi trên chân ngọc có cái bớt đâu tề sở cứng cổ trừng mắt liếc yên nhi muốn để tống cửu thủy rơi cái trắng trợn cướp đoạt dân nữ cường đạo đồng dạng tội danh hèn hạ, ta không có gạt người, yên nhi khóc khóc tích tích còn muốn nói tiếp, tống cửu thủy vẫy vẫy tay, biến mất một hồi tống nhĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người, tống nhĩ trong tay mang theo người, cái này người lấm la lấm lét, nhưng cùng yên nhi dáng dấp có chút tương tự, nói đi, tỷ tỷ ngươi có phải là bị cướp đi rồi, không? Không phải, cái này người chính là yên nhi đệ đệ ruột kim bảo, hai người là long phượng thai, tướng mạo giống nhau y hệt. Đón mọi người tốt kỳ ánh mắt, kim bảo có chút chột dạ lóe con ngươi bờ môi ngập ngừng nói một chữ đều nói không nên lời tống cửu uyên cười lạnh một tiếng còn không nói sao hắn nhẹ nhàng ma sát đầu ngón tay nhẫn ngọc nhìn ra được tâm tình không tốt lắm tống nhĩ một chân đá vào hắn trên mông đem kim bảo gạt ngã trên mặt đất kim bảo yên nhi còn tại diễn ngươi thế nào hắn có hay không tổn thương ngươi ta liền biết chỉ có vương gia có thể cứu ngươi tại cửu châu hắn duy nhất không làm gì được người chính là vương gia ngụ ý tống cửu uyên người là đi tống cửu thị chỗ giấu người bắt được đệ đệ của nàng khương quán không cao hứng liếc mắt ngước mắt nhìn về phía lầu hai khương uy can nu năm nét tay hắn lý chính cầm một chén rượu xa xa đối khương quán nâng chén giống như là đang ăn mừng nghĩ cái rắm ăn a à, suy khương quán bật cười một tiếng khương quán chẳng lẽ thật sự cho rằng bọn hắn rời đi hắn liền có thể trưởng khống cửu châu đi không khỏi quá ngây thơ Tống cửu viên thủ đoạn nàng thế nhưng là được chứng kiến, lưu thông phán bọn hắn sẽ chỉ khăng khăng một mực, giống như trước mặt Kim Bảo, hắn tuyệt không thuận yên nhi nói tiếp, mà là ấy nấy nói, thật xin lỗi tỷ tỷ, ta không nên đưa ngươi bán đi thanh lâu, còn làm hại ngươi thụ khổ nhiều như vậy, ngắn mũi một câu, chấn đám người trợn mắt hốc mồm, thanh lâu. Cô nương này là thanh lâu nữ tử, kia còn nói cái gì trắng trợn cướp đoạt dân nữ A, cho dù cái này tống nhị công tử đem người mua về, đó cũng là thay nàng chuột thân, không phải sao, nói như vậy giống, ta còn tưởng rằng là thật. Chương 565, đệ đệ ngươi so ngươi thức thời, yên nhi vạn vạn không nghĩ tới đệ đệ của mình sẽ phản bội, nàng bạch lấy một gương mặt, kim bảo, ngươi đang nói cái gì, còn hỏi nói cái gì, hắn nói không rõ ràng lắm sao, tống cửu thị có một loại mở mày mở mặt cảm giác, hắn đầu tiên là đối tống cửu viên cùng khương quán cảm kích cười cười. Lúc này mới trào phúng đối Yên Nhi nói, ta căn bản là không biết ngươi, ngươi là thanh lâu nữ tử, cũng không phải ta đưa ngươi bức lương làm kỹ nữ. Nao su ngủ. À, nói đi, là ai đưa cho ngươi bạc để hãm hại ta? Nói xong hắn ủy khuất đối tề sở nói, sở sở, ta thật không biết nàng, ngươi trước đừng nóng giận, ai phái ngươi tới, tống cửu viên ánh mắt lạnh nhạt, có chút dọa người, yên nhi chột dạ nuốt nước miếng một cái, vô ý thức nhìn về phía vương mảnh tử bọn người, bắt bọn hắn lại. Tống Cửu Viên tiếng nói chưa rơi, mấy người đại hán đã tứ tán dự định chạy đi. Chẳng qua Tống Cửu Viên đã sớm chuẩn bị, Tống Nhĩ bọn hắn chia nhau tiến lên, hai ba lần liền đem hắn cho bắt, mà Triều Ân sau lưng cẩm y vệ từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích. Tống Cửu Viên nhìn về phía trận mắt hốc mồm Triều Ân, công công yên tâm, chút chuyện nhỏ này không làm phiền người của ngài ra tay. Cửu Châu tốt xấu cũng tại bản vương đất phong, không có chuyện gì có thể chạy ra bản vương lòng bàn tay, đám người xem ra vương gia đã sớm biết cái này sự tình là oan uổng tống cửu thị có người cố ý hướng về thân thể hắn vung nồi khương quán nước mắt mắt trần có thể thấy khương uy sắc mặt xanh xám nội tâm của nàng điên cuồng chế dẻo thật đúng là cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay a à. trò cười rất nhanh người đều bị bắt lại dân chúng cũng nhao nhao chuyển biến thái độ ta đã nói rồi vương gia đệ đệ là người tốt còn thường xuyên cùng bên cạnh hắn cô nương kia làm việc thiện không giống sẽ làm ra chuyện như vậy Hóa ra là có người hãm hại hắn, khẳng định là không quen nhìn vương gia, vương gia là chúng ta cửu châu thanh thiên đại lão gia A. Nói đi, Khương Quán có chút ngồi sổng người xuống, nhìn xuống yên nhi, đệ đệ ngươi so ngươi thức thời, ta, à, yên nhi sắc mặt tái xanh, bỗng nhiên thân thể có chút co rút, miệng sùi bọc mép ngã trên mặt đất, nháy mắt thất thiếu chảy máu, bởi vì tốc độ quá nhanh, Khương Quán ngân châm vừa mới lấy ra, nàng liền tắt thở xem ra khương uy bọn hắn ngay từ đầu không có ý định lưu nàng tính mạng khương quán vô ý thức hướng phía khương uy vị trí nhìn lại phía trên đã không có khương uy thân ảnh chẳng qua khương quán tinh mắt mơ hồ nhìn thấy tiểu nhị đang sát lau trên bệ cửa sổ vết máu màu đỏ xem ra khương uy lại bị bọn hắn tức giận thổ huyết a à, nàng bỗng nhiên liền vui vẻ đám người hoảng sợ nhìn xem trên đất yên nhi vô ý thức lui lại mấy bước liền nàng thân đệ đệ kim bảo lúc này đều dọa đến không dám tới gần tỷ tỷ Kim bảo miệng bên trong lẩm bẩm, một cái có thể đem thân tỷ tỷ bán đến thanh lâu thời điểm, có thế trông cậy vào hắn đối nàng sâu bao nhiêu tình cảm sao. Rất nhiều bách tính đều là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy người chết, cả người đều mộng a, à. thật là khủng khiếp, nàng nhã thật là nhiều máu, chúng ta cách xa một chút, cái này máu chẳng lẽ có độc a? À. xem ra đây là hãm hại người khác không thành công, bị diệt khẩu đi. má, nói rõ giết người diệt khẩu, tống cửu thủy mau tức chết rồi, kẻ sau màn còn không có hỏi ra, chẳng phải là ô hắn thanh danh. Được rồi, Tống Cửu Viên sớm có đoán trước, nói với mọi người, người đều chết rồi, vừa vặn nói rõ cái này sự tình không phải ngươi làm, cái này cũng khó mà nói, Triệu Ân còn muốn nói tiếp cái gì, Khương Quán cướp lời nói đề, công công không tin, chúng ta còn bắt mấy cái người sống, thẩm vấn thẩm vấn liền biết, không chừng còn có thế ra ra đến cùng là ai hãm hại cửu thủy. đúng đấy, vậy chúng ta liền đều tốn tại nơi này đi, Tống Cửu thủy cứng cổ, lặng lẽ meo meo liếc nhìn bên cạnh tề sở lúc, còn lộ ra một vòng ngọt ngào, sở sở như vậy quan tâm hắn, hắn thật sự là quá hạnh phúc đi, tình cảnh một trận cứng đờ, Triều Ân cũng muốn hướng người nhà họ tống trên thân dội nước bẩn, không nghĩ lãng phí cái này cơ hội tuyệt hảo, mà tống cửu viên cùng tống cửu thủy lại là rất kiêu ngạo tính tình, tống cửu viên càng là là cao quý vương gia, tự nhiên sẽ không cúi đầu, cuối cùng chỉ có thể là tống thanh ra tới nói ra, công công, dạng này thôi, chúng ta trước tiếp tục đi đường, về phần những người này, để vương gia dưới tay người đi thẩm vấn, ngài yên tâm, vương gia sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào, ta làm đảm bảo, được, nhà ta họ tống tướng quân một lần, cái này sự tình quay đầu còn phải một năm một mười bẩm báo thánh thượng, triều ân tại hoàng đế trước mặt cũng coi như được sủng ái, là lấy mang mấy phần ngạo khí, tống cửu thị âm thầm liếc mắt, quay người mang theo tề sở rời xa đám người. Triều Ân bị viện lên xe ngựa, Tống Cửu Uyên sắp xếp người xử lý Yên Nhi thi thể, những người còn lại đi thẩm vấn mấy người đại hán, Tống Cửu Uyên đưa Khương Quán lên xe ngựa. Đọc sách còi, Khương Quán thấp giọng đối Tống Cửu Uyên nói, mới ta nhìn thấy Khương Uy, xem ra lần trước độc lực uy hiếp không đủ lớn, hắn còn có khí lực ra tới làm yêu, ta cũng trông thấy, Tống Cửu Uyên ánh mắt không kém, hắn trầm ngâm chốc lát nói, hắn cho là ta rời đi là có thể đem khống cửu châu, hắn nghĩ cái rắm ăn, Khương Quán im lặng kéo ra miệng nghĩ đến Khương Uy nhân phẩm, nàng thực sự nhịn không được, Tống Cửu Uyên cười khổ không được, nguyên lai like ta tại quán quán trong lòng như vậy ưu tú, tự luyến, Khương Quán hừ nhẹ một tiếng, đã bò lên trên xe ngựa, Tống Cửu Uyên nhỏ giọng căng dặn một câu, lần này hồi kinh người nhà họ Khương khẳng định xảy ra yêu thiêu thân, ngươi phải làm hảo tâm lý chuẩn bị, tốt, các ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, chuyện bên kia ta đi xử lý, từng. Khương Quán vừa tọa hạ liền đối đầu Tống Đại Nương Tử cùng Tống Cửu Ly chế nhạo ánh mắt, dù là da mặt dù dày, nàng cũng bị nhìn có chút xấu hổ, quán quán tỷ, tống cửu ly mặt mũi tràn đầy sùng bái, ngươi là thế nào để như vậy trong trẻo lạnh lùng đại ca biến được đối ngươi như vậy thỏa đáng phục tùng, ta cũng không biết, khương quán nhún vai, đại khái là nhân cách của ta mị lực cho phép, phốc phốc, tống đại nương tử cùng tống cửu ly đều nở nụ cười, trong xe ngựa vang lên sung sướng thanh âm, đằng trước triều ân nghe thấy về sau, có chút bực bội vuốt vuốt mình trên nhẵn cái cầm không có sợ đến châu ria, tâm tình của hắn càng kém, tạm thời để các ngươi đắc ý sẽ, công công chớ tức, kinh đô quý nhân chuẩn bị thiên la địa võng ngồi sổn bọn hắn đâu, bên cạnh phụ trách bảo hộ triều ân cẩm y vệ có chút định nọt an ủi hắn, triều ân lúc này mới cảm giác tâm tình tốt một chút, rất nhanh, xe ngựa liền lái rời phủ thành, hướng phía kinh đô phương hướng chạy tới. Lúc trước bọn hắn lúc đến chật vật lại keo kiệt, bây giờ lại là bị cẩu hoàng đế mời về đi, con đường quay về rất xa xôi, thu nương tri kỷ còn cho khương quán chuẩn bị không ít thư tịch khương quán tiện tay cầm một bản nhìn xem tống đại nương tử thì ở bên cạnh dệt áo len tống cửu ly buồn bực ngán ngẫm ngủ gà ngủ gật ước chừng đi hai ba canh giờ khương quán hoạt động một chút cánh tay có chút ê ẩm quán quán có muốn ăn hay không vài thứ tống đại nương tử ngữ khí ôn nhu tràn đầy quan tâm khương quán lắc đầu ta không đói nàng cảm thấy con mắt hơi mệt chút dứt khoát để sách xuống vừa định xốc lên xe ngựa rèm chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên đao kiếm âm thanh, lại là thích khách, những người này thật đúng là dông dài, giống con ruồi đồng dạng buồn nôn, xem ra trở về đoạn đường này, không có cách nào thái bình, chương 566, ngươi nên buông tay để bọn hắn bảo hộ ngươi, đang ngủ tống cửu ly bị bên ngoài đao kiếm làm tỉnh lại, nàng hốt hoảng xốc lên xe ngựa rèm, chuyện gì xảy ra, có thích khách, khâu nhãn chức trách chính là bảo vệ tốt khương quán, trong tay nàng cầm kiếm, Bảo hộ ở ngoài xe ngựa, trừ cái đó ra, Tống cửu viên còn phái mấy người bảo hộ các nàng. Tống đại nương tử tim hoang mang rối loạn, những người này a, à, chính là như thế dông dài, nương tử chớ sợ. Tống thanh lo lắng các nàng, cũng thủ hộ tại ngoài xe ngựa. Trong lúc nhất thời thích khách hoàn toàn không có cách nào tới gần nơi này bên cạnh. Khương quán nhíu nhíu mày, vừa muốn đứng dậy, liền bị Tống đại nương tử giữ chặt. Quán quán, ta biết ngươi lợi hại nhưng ta tin tưởng viên Nhi bọn hắn có thể ứng phó, ngươi cũng không cần mọi chuyện thay bọn hắn ôm lấy, ngẫu nhiên liền nên buông tay để bọn hắn bảo hộ ngươi. Nàng để Khương Quán thân thể chấn động, xác thực, ai nghĩ hai tay của mình chấm máu tươi đâu, thế là Khương Quán liếc qua bên ngoài, nhìn Tống Cửu Viên hoàn toàn có thể ứng phó, liền không có ra ngoài, chỉ là bên ngoài thỉnh thoảng vang lên triều ân tiếng thét chói tai, Khương Quán con ngươi đảo một vòng, cố ý la hét. Về đứt bờ. Can su ngủ nét, nhanh, cứu mạng, Tống Cửu Ly cùng Tống Đại Nương tự thấy thế, cũng bắt đầu kinh hoảng hô lên, nửa khắc đồng hồ về sau, Tống Cửu Huyên toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái tới, trên thân tản ra mùi máu tươi, quán quán, các ngươi thế nào, ta không sao, Khương Quán thăm dò nhìn sang, thích khách đã bị xử lý sạch sẽ, còn thừa lại mấy cái người sống, Tống Dịch đem người kéo đi đến thẩm vấn, để Khương Quán kinh ngạc là, trên mặt đất nằm rất nhiều triều ân mang tới cẩm y vệ. Triệu ân vểnh lên đầu ngón tay cầm bốc lên khăn che lấy môi lanh lảnh tiếng nói có chút chói tai trời ạ à, chuyện này rốt cuộc là như thế nào công công viện triều ân người kia hình như là cẩm y vệ thủ lĩnh vệ bảy hắn sắc mặt xanh xám đánh giá thi thể trên đất miệng bên trong lẩm bẩm liền liền thừa ta một người thương quán nàng mang theo thâm ý ánh mắt rơi vào tống cửu uyên trên thân không tệ a à, suy yếu triều ân người bên cạnh cái này nhìn hắn còn thế nào nhảy nhót chuyện gì xảy ra Triều Ân bước chân vội vàng, kém chút bị thi thể trên đất trượt chân, hắn nhìn về phía Tống Cửu Uyên, "Vương gia, người của ngài một điểm tổn thất đều không có, tổn thất đều là nhà ta người, bây giờ nói không đi qua. Cái này cũng không nên trách Bản Vương." Tống Cửu Uyên ngữ khí nghiêm túc, "Bản Vương người đều là đi lên chiến trường tướng sĩ, bọn hắn biết như thế nào bảo mệnh, dù là như thế, bọn hắn cũng thụ không ít tổn thương. Cách đó không xa các tướng sĩ tại đơn giản chữa thương, hắn đem Triều Ân nhẹn lại, không có khả năng, không có khả năng trùng hợp như vậy, ngươi khẳng định là cố ý. Vệ bảy oán hận nhìn lướt qua tống cửu uyên, đau lòng nhìn chầm chầm trên đất các huynh đệ, ngươi chớ có ngậm máu phun người. Khương quán hiểu rõ tống cửu uyên tính tình, đến cùng là đại phong người, hắn sẽ không tận lực để cho mình người đi tổn thương những cẩm y vệ này, nhiều nhất là không có bảo vệ bọn hắn, mặc cho bọn hắn cùng thích khách tàn sát. Mới ngươi hẳn là tận mắt nhìn thấy bọn hắn đối địch, bọn hắn xác thực rất anh dũng, đều là bảo hộ hai người các ngươi hy sinh. Tống cửu huyên lời này phát ra từ phế phủ, hắn chẳng qua là lượt thi tiểu kế, liền để người nghĩ lầm triều ân trên xe ngựa ngồi chính là hắn người nhà họ Tống. Sau đó mình đứng tại triều ân xe ngựa cách đó không xa đối địch, nháy mắt hấp dẫn đi thích khách hỏa lực, vệ bảy còn muốn nói nữa cái gì, triều ân nhìn xuống, nhẹ nhàng kéo một cái vệ bảy, vệ bảy, ngươi tỉnh táo một chút, công công, vệ bảy đỏ mắt, bọn hắn, nhà ta hiểu ngươi tâm tình, nhưng chúng ta nhanh hơn chút hồi kinh không thể bỏ qua thái hậu thọ yến triều ân điên cuồng cho vệ bảy nháy mắt bây giờ liền thừa hai người bọn họ nếu là vệ bảy lại nháo bị tống cử uyên trừ bỏ vậy liền chỉ còn lại một mình hắn đơn đã độc đấu cũng là lúc này vệ bảy kịp phản ứng hắn đè xuống đáy lòng phẫn nộ nói là ta bình thường huấn luyện bọn hắn quá mức lỏng lẻo hại bọn hắn mất mạng hắn tay áo dưới đáy tay nắm chặt thành quyền hiển nhiên oán hận bên trên tống cử uyên hận mình người sao mà nhiều, tống cửu viên giống như là nhìn không thấy giống như đối mọi người nói, đọc sách, nơi này mùi máu tươi quá nồng, đi xa một chút mọi người lại tu chỉnh, vâng, vương gia, đám người nhao nhao đáp ứng, lúc này đuổi theo bọn hắn tống cửu thị gắn sức đuổi theo đuổi theo, chuyện gì xảy ra? Lại có người đến gây chuyện, hắn tung người xuống ngựa, ghét bỏ cao lại mũi, hương quán về hắn, yên tâm, đại ca ngươi đã xử lý tốt. Người bên kia thẩm vấn như thế nào? tống cửu viên lưu lại tống cửu thị xử lý những đại hán kia tống cửu thị vừa vặn cùng tề sở lưu luyến chia tay cho nên mới tới chậm chút nhấc lên những cái kia gây chuyện đại hán tống cửu thị mặt mũi tràn đầy tức giận hỏi ra là khương tri phủ nhàn không có chuyện làm cố ý hướng trên người ta dội nước bẩn chứng cứ ta cùng nhau mang đến là khương tri phủ triệu ân có chút kinh ngạc liếc qua khương quán hắn dường như nhớ kỹ khương tri phủ là khương quán đường ca xem ra Khương gia nội đấu so hắn tưởng tượng còn muốn kịch liệt, không sai, chính là cái kia đồ chó, Tống Cửu Thị nói lòng đầy căm phẫn, chờ trở lại kinh đô về sau còn làm phiền phiền công công tại thánh thượng trước mặt ăn ngay nói thật, cái này Khương Tri Phủ từ khi đến về sau, một chút cũng không có thay bách tính làm việc, cả ngày uống tại trong phủ giả bệnh, phốt, Khương Quán nội tâm cười nhạo không thôi, Tống Cửu Thị cái này thao tác không sai. Khương Vi xác thực một mực cáo ốm, dù sao trời cao hoàng đế xa, cũng không thể chính mình đi kiểm chứng đi triều ân biểu lộ cứng đờ hắn hàm hàm hồ hồ nói nhà ta về kinh đô sẽ một năm một mười nói cho thánh thượng nghe chẳng qua nhà ta cũng không thể chơi liên quan thánh thượng quyết định hết thảy còn phải nhìn thánh thượng ý tứ ngụ ý hắn sẽ ăn ngay nói thật nhưng hoàng đế có nghe hay không hắn quản không được thương quán làm sao không biết triều ân ý tứ dù sao hắn cùng hoàng đế đơn độc hồi báo thời điểm nói cái gì liền chính bọn hắn biết vất vả công 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 lên trước xe ngựa tu chỉnh đi. Tống Thanh nhìn ra được Triều Ân nhẫn nại đã nhanh đến cực hạn, lối ra đánh gãy bọn hắn. Nghe vậy Triều Ân liên tục không ngừng leo lên xe ngựa, từ vệ bẫy đánh xe ngựa đi lên phía trước. Tống Cửu Thỉ nhịn không được xùy một tiếng, không muốn cùng chúng ta đứng một đội về sau cũng đừng hối hận. Cửu Thỉ, nói cẩn thận. Tống Thanh sụ mặt, giáo huấn hắn, hồi kinh đô về sau càng muốn nói cẩn thận, chúng ta Tống gia đã sớm thành không ít người cái đinh trong mắt, ta biết, cha Tống cửu thị cũng không ngốc, trước mặt đều là người một nhà, mới thuận miệng lải nhảy vài câu. Tống Thanh đối Khương Quán cùng Tống Cửu Uyên nói, Uyên Nhi, các ngươi cũng đi đầu một bước đi, nơi này giao cho ta đến kết thúc, không cần, Tống Dịch sẽ xử lý, nương khả năng nhận kinh hải, ngươi bồi bồi nương. Tống Cửu Uyên hiểu rõ mình nương tính tình, nhìn Tống Dịch bọn hắn xử lý không tệ, Tống Thanh cũng không tiếp tục kiên trì, thế là Khương Quán đem không gian lưu cho bọn hắn, mình đơn độc bên trên một chiếc xe ngựa khác. Tống cửu viên đi theo nàng ngồi lên, quán quán, triều ân mặc dù là hoàng đế phái tới người, nhưng lão hoàng đế tuổi tác đã cao, hắn có lẽ cùng mấy vị hoàng tử cũng có dính dấp, nhiều đề phòng điểm hắn, yên tâm, khương quán nhẹ nhàng cao mũi một cái, cốt nồng mùi máu tươi, ngươi có bị thương hay không, chương 567, cầu ngươi cho công công lưu một cái toàn thay, một điểm vết thương nhẹ, vấn đề không lớn, tống cửu viên biểu lộ có một nháy mắt mất tự nhiên, Khương Quán liền ý thức đến hắn khả năng không nghĩ để cho mình biết, nàng nghiêm mặt, Tống Cửu Uyên, ngươi thoát vẫn là ta cho ngươi thoát, Tống Cửu Uyên, hắn biểu lộ bất đắc dĩ lại cưng chiều, vành tay đỏ hồng, chỉ là cánh tay bị vạch một chút mà thôi, mà lại lo lắng trúng độc, ta đã nếm qua giải độc hoàng, ngươi a, à, Khương Quán không cao hứng lường hắn một cái, tự nhiên từ xe ngựa trong vách lôi ra hòm thuốc chữa bệnh, nhanh lên, ta cho ngươi bôi thuốc, được, Tống Cửu Uyên đáy lòng ngọt ngào, mò lên tay áo, lộ ra trên cánh tay bị kiếm xẹt qua địa phương vết thương xác thực không sâu so với từng tại trên chiến trường bị thương đến nói chẳng đáng là gì nhưng khương quán vẫn có chút đau lòng nàng nhu hòa thay hắn xử lý lấy vết thương hồi kinh đô về sau ta khác biệt các ngươi ở Trung vương phủ như vậy sao được tống cửu biên quýnh lên bỗng nhúc nhích cánh tay khương quán cầm miếng bông tay có chút dùng sức đau hắn nghe răng trợn mắt chớ lộn xộn khương quán nhíu lại lông mày kiên nhẫn giải thích nói Ta muốn thay ta nương báo thù. Nếu là ở vương phủ, những người kia kiên kỵ ngươi, như thế nào lại tự động tìm tới cửa? Trong mắt nàng hiện ra lãnh ý, dù sao cũng phải cho những người kia chịu chết cơ hội a. À. Cho dù hy vọng cùng khương quán ở chung một chỗ, nhưng tống cửu viên vẫn là tôn trọng khương quán ý nghĩ. Ta tại kinh đô mặt khác thay ngươi mua một chỗ khoảng cách vương phủ gần một chút tòa nhà. Lúc trước đặt xá hắn về sau, vương phủ những cái này tòa nhà thánh thượng không thể không trả về cho tống cửu viên về phần cái khác tài vật, vốn cũng không nhiều, cho nên Tống Cửu Uyên cũng không thèm để ý. Tốt lắm, Khương Quán cẩn thận thay hắn xử lý tốt vết thương, căn dặn hắn đừng đụng nước, ngươi cũng nghỉ ngơi một hồi. Hai người dính tại trong xe ngựa anh anh em em, đảo mắt công phu liền rời xa mới địa phương chiến đấu, đám người dừng lại chỉnh đốn, cũng đúng lúc đến cơm trưa thời gian. Cái này đoạn thời gian khâu nhạn đi theo thu nương sau lưng học một chút trù nghệ, mặc dù so ra kém thu nương sắc hương vị đều đủ, Hương vị cũng cũng không tệ lắm cho nên nàng tích cực từ trên xe ngựa cầm chút thu nương chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn bắt đầu làm cơm trưa tống đại nương tử còn mang mấy cái thị nữ lúc này cũng tích cực bận rộn lên tống cửu huyên đã vẫy hạ tay áo nhìn cùng bình thường không khác cho nên đại nương tử bọn hắn cũng không biết hắn thụ thương sự tình ngay tại mọi người chuẩn bị dùng cơm trưa lúc triều ân vẫn là không có từ trong xe ngựa xuống tới tống thanh nhíu nhíu mày tốt xấu là hoàng đế phái tới người bạn nhất ra cái gì sự tình, chẳng phải là cho hoàng đế đưa nắm bọn hắn tay cầm, cho nên Tống Thanh đối Tống Cửu Thủy đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ngươi đi xem một chút tình huống như thế nào, được thôi, Tống Cửu Thủy không tình nguyện đi qua, lúc này vệ bảy ngồi tại ngoài xe ngựa một bên, khổ sở ngẩn người, Tống Cửu Thủy lên tiếng chào, liền đối với trong xe ngựa đầu hô, công công, cơm trưa chuẩn bị kỹ càng, ngài xuống tới dùng một chút đi, bên trong không có trả lời, treo đến khương quán bọn hắn cũng nhìn sang công công, tống cửu thủy lại hô một câu, không cao hứng vỗ một cái vệ bảy vai, ngươi đi xem một chút chuyện gì xảy ra, công công khả năng đang nghỉ ngơi, vệ bảy lẩm bẩm một câu, xốc lên xe ngựa rèm, phát giác triều ân xác thực nằm ở trên xe ngựa, công công, ăn cơm trưa, vệ bảy nhẹ nhàng đẩy một chút triều ân, triều ân vẫn là không có phản ứng, dọa đến hắn biến sắc, công công, vệ bảy dọa đến ngồi liệt ở trên xe ngựa, tống cửu thủy phản ứng mau một chút, hắn hướng phía khương quán hô to quán quán tỷ, ngươi mau tới đây, chuyện gì xảy ra, khương quán chạy chậm tới, mà khâu nhạn nhanh chóng đi trên xe ngựa cầm ngân châm bao, ngươi ngây ngốc lấy làm gì, mau tránh ra, tống cửu thủy nhìn vệ bảy còn ngăn tại nơi nào, lập tức có chút tức giận, vệ bảy cuối cùng phản ứng lại, hắn ngăn tại triều ân trước mặt, hung ác nhìn hắn chầm chầm nhóm, các ngươi không cho chạm vào công công. Công công đều đã chết, các ngươi thế mà liền thi thể của hắn đều không buông tha. Tống cửu thỉ bị vệ bảy cái này ngu xuẩn cho khí cười, tránh ra, tống cửu viên mặt lạnh, tiến lên đem vệ thất nhất đem tung bay, vệ bảy nhảy dựng lên phản kháng, ngôn từ kịch liệt, vương gia, cầu ngài cho công công lưu một cái toàn thay, công công, công công, hắn quỷ khóc sói gào thời điểm, khương quán đã thừa cơ lên xe ngựa, nàng nhanh chóng dò xét một chút triều ân hơi thở, sau đó bắt mạch, người thế nào, tống cửu viên mi tâm khép tại một khối, mặc dù không thích triều ân, nhưng xác thực không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Yên tâm, không chết được. Khương Quán phân phó tống cửu thủy đỡ tốt triều ân, nàng nhanh chóng tiếp nhận thô nhạn đưa tới ngân châm. Phía ngoài vệ bảy kinh ngạc ở, hắn kinh hô một tiếng, con mắt trừng lớn, công công thật không có sự tình. Quán quán tỉ ra tay, có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Tống cửu thủy kiêu ngạo ngước cổ, đối đầu tống cửu uyên ánh mắt lạnh như băng, lập tức thu liễm mấy phần. Đừng nói mò, tống đại nương tử trừng mắt liếc tống cửu thủy ở trước mặt những người này, bọn hắn cuối cùng sẽ nhiều mấy phần phòng bị, miễn cho những chuyện này toàn bộ truyền vào thánh thượng trong tai, mà trong xe ngựa, khương quán hướng triều ân trên thân đâm rất nhiều ngân châm, nhìn vệ thất tâm kinh run sợ, công công. Thật có thể sống, vệ bảy không ngốc, hắn là được phái tới bảo hộ triều ân, nếu là công công xảy ra chuyện, hắn trở về càng không pháp bàn giao, ngươi có thể hay không yên tĩnh một chút. Tống cửu thị trừng mắt liếc vệ bảy, vệ bảy lúc này mới trầm mặt xuống, chỉ là con mắt nhìn chầm chầm vào khương quán động tác sợ bỏ lỡ thứ gì làm hại công công thật chết chỉ là phát bệnh ngân châm đâm xong khương quán nhẹ nhàng thở ra chờ nửa khắc đồng hồ về sau nàng từng cái nhổ triều ân trên người ngân châm cuối cùng tại vệ bảy mặt mũi tràn đầy ánh mắt mong chờ bên trong nhẹ nhàng đè lên triều ân cái nào đó huyệt vị v duper can su ngủ nét rất nhanh triều ân yếu ớt tỉnh lại hắn mê mang nhìn về phía vây quanh hắn đám người, nhà ta. Đây là làm sao rồi, công công, vệ bảy tránh thoát rơi trói buộc, quỳ gối triều ân trước mặt, tống cửu thỉ không nhìn nổi hắn cái dạng này, không cao hứng nói, công công, ngươi không biết a, à, vừa mới ngươi phát bệnh thời điểm, vệ bảy để chúng ta cho ngươi lưu lại toàn thây. Nếu không phải quán quán tỷ y thuật cao minh cứu ngươi một mạng, sang năm lúc này phải dân hương cho ngài. Đọc sách, ông 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 tống cửu thủy để triều ân đầu vang lên ong ong ánh mắt của hắn rơi vào vệ bẫy trên thân mang theo hoài nghi dọa đến vệ lên vội vàng biểu trung tâm công công mới thuộc hạ thấy ngài không có trả lời liền dò xét ngài hơi thở ngài xác thực không có khí tức thuộc hạ mới coi là phía sau hắn nói không được có chút xấu hổ tống cửu thủy kiêu ngạo nói nếu không phải quán quán tỷ không chừng cửu thủy khương quán đánh gãy tống cửu thủy đối triều ân nói chắc hẳn công công hiểu rõ thân thể của mình, trên thân cũng mang dược hoàng, chỉ là không có kịp thời ăn được thuốc A. À, vâng, Triều Ân có chút kinh ngạc nhìn về phía Khương Quán, không nghĩ tới vị này tại Kinh Đô có tiếng xấu Khương Gia Cô Nương, thế mà là cái y thuật lợi hại, mới hắn ở trên xe ngựa nghĩ đến trận kia ám sát, càng nghĩ trong lòng càng sợ hoảng, sau đó liền phát bệnh, chương 568, chúng ta sao không xúi dục hắn, công công, thuộc hạ sai vệ bảy hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, hắn tùy thân bảo hộ công công, thế mà không biết những thứ này, thôi, triều ân đáy lòng quả thật có chút không thoải mái, nhưng là thân thể của hắn vấn đề trừ thánh thượng không người nào biết, lại hắn hiện tại chỉ có vệ bảy cái này một cái lúc trước mang tới người, nếu là phạt hắn, hắn liền không người có thể sử dụng, đa tạ công công thông cảm, vệ bảy ấy nấy cực, dưới tay hắn người toàn quân bị diệt, nếu là không có công công bảo đảm hắn, lần này trở về sợ là mạng nhỏ khó đảm bảo cho nên vệ bẫy nhất định phải ôm chặt triều ân đùi đa tạ vương phi triều ân nhìn về phía khương quán ánh mắt có chút phức tạp thậm chí suy xét sự tình kết thúc về sau có lẽ hắn có thể cứu khương quán một mạng đọc sách xem như toàn đối với hắn ân cứu mạng hắn không thích thiếu người công công chớ khách khí khương quán tuyệt không cho triều ân kê đơn thuốc phương tử chỉ là nhắc nhở cơm trưa đã chuẩn bị tốt công công thân thể khó chịu ngay tại trên xe ngựa dùng đi, được, triệu ân thân thể chậm tới không ít, cũng không tiếp tục làm yêu, mặc cho vệ bảy hầu hạ hắn, mà khương quán bọn hắn tại bên ngoài dùng cơm trưa, thời tiết có chút nóng, khâu nhạn làm mấy cái rau trộn đồ ăn, tống cửu ly phi thường nhỏ âm thanh bám vào khương quán bên tai nói, quán quán tỷ, trước đó kia công công vên váo tự đắc thái độ phách lối, ngươi cứu hắn một mạng về sau, hắn hiện tại giống như nút ở một khối làm chim cút. Ngươi cho rằng vẻn vẹn cái này sao? Khương quán sách một tiếng, nhỏ giọng cùng Tống Cửu Ly kề tai nói nhỏ, hắn là vì bảo mệnh, mặc dù hắn là hoàng đế người, nhưng hôm nay liền thừa hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, đại ca ngươi bên ngoài thanh danh cũng không phải rất tốt, vạn nhất nổi điên muốn hắn mệnh làm sao bây giờ, bọn hắn muốn còn sống trở lại kinh đô, hiện nay chỉ có thể ỷ vào đại ca ngươi, hóa ra là dạng này, Tống Cửu Ly cái hiểu cái không, con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên nói, nếu là dạng này, quán quán tỷ, chúng ta sao không xúi dục hắn, là ý kiến hay, Khương Quán biểu thị tán đồng, chẳng qua biết người biết mặt không biết lòng, cho dù hắn đáp ứng, mỗi lần đưa cho chúng ta tin tức vẫn là phải thật tốt châm trước, trải qua sự tình hôm nay về sau, Khương Quán tin tưởng Triều Ân sẽ không ở trên đường làm yêu quá nhiều, cũng là, Tống Cửu Ly lẩm bẩm một câu, ăn một miếng đồ ăn, bên cạnh Tống Thanh Chính ôm nhu thay Tống Đại Nương tử sát môi. Tống Đại Nương Tử có chút kết bỏ đối Tống Cửu Ly nói, Ngươi phàm là có ngươi quán quán tỷ một loại thông minh, cũng không đến nỗi bây giờ còn chưa đính hôn. Mẹ, ngươi tại sao lại kéo tới việc hôn nhân bên trên a? Tống Cửu Ly cũng rất bất đắc dĩ, ta cùng Tống Cửu Thỉ đồng dạng lớn, ngươi làm sao chỉ thúc ta một cái? Người ta có người trong lòng, ngươi đây." Tống đại nương tử một câu, nghẹn Tống Cửu Ly tim nhảy một cái, trong đầu vô ý thức hiện ra thịnh nghị gương mặt kia. "Quán quán tỷ." Tống Cửu Ly vô ý thức nói sang chuyện khác cái này rau trộn đồ ăn mùi vị không tệ, ngươi lần trước còn nói không thích ăn gãy bên tai. Khương quán sâu kính nhìn qua tống cửu ly, nàng ăn vừa lúc là gãy bên tai a. À. Khương quán xưa nay cũng không ăn, chẳng qua tống cửu thủy cùng tống thanh thích ăn, cho nên khâu nhạn liền trộn lẫn một chút. Thấy thế tống cửu ly miệng bên trong gãy bên tai là nhã cũng là không phải không nhã cũng thế, nàng vẽ mặt đau khổ. Ngươi đây là biểu tình gì, không phải nói ăn thật ngon sao, tống đại nương tử là cố ý. Mình sinh nữ nhi nàng đương nhiên biết nàng không thích ăn cái này, nương, tống cửu ly vạn ba vô cùng, trưng trưng ăn nàng ghét nhất gãy bên tai, kia vạn vẹo mặt, triệt để chọc cười khương quán, ly nhi, chớ miễn cưỡng chính mình, đúng đấy, mẹ ngươi ta mặc dù gấp, nhưng không đến mức bức ngươi gả cho mình không thích người, tống đại nương tử cùng tống thanh tình cảm tốt như vậy, tự nhiên minh bạch lưỡng tình tương duyệt trọng yếu bao nhiêu, tống cửu ly lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, Ăn cơm trưa xong còn lôi kéo Khương Quán tại một bên kề tai nói nhỏ, hai người nói thì thầm, Khương Quán cũng vui vẻ phải giúp nàng phân tích tình cảm bên trên vấn đề, bởi vì triều ân thân thể không có tốt lưu loát, bọn hắn ngay từ đầu đi cũng không nhanh, biết mình thân thể kéo lui lại, triều ân nào dám làm yêu, chỉ cầu đảo sớm ngày trở lại kinh đô, vừa đi vừa nghỉ bốn năm ngày, một đường gió êm sóng lặng, Khương Quán tự mình một người ngồi một chiếc xe ngựa, ngồi xe ngựa quá sốc nảy, cho nên Khương Quán dứt khoát chuồng êm tiếng không gian, để hệ thống thời khắc chú ý đến, vừa có động tĩnh, liền đem nàng ném vào trong xe ngựa, kể từ đó, nàng tại không gian mấy ngày nay không chỉ có bào chế không ít dược liệu, còn chế tác không ít viên thuốc, thậm chí còn nghiên cứu ra mấy khoảng nước hoa. Ngày này bọn hắn đến một tòa thành trì, trên xe ngựa lương khô tiêu hao không ít, vừa vặn muốn vào thành bổ sung vật tư, tống dịch dẫn người đi mua vật tư, khương quán bọn hắn đi gần đây khách sạn nghỉ ngơi triều ân xuống xe ngựa lúc đối khương quán thái độ thay đổi không ít chỉ là vệ bẫy nhìn về phía tống Cửu uyên ánh mắt y nguyên không thế nào hữu hảo dù sao giữa bọn hắn cách nhiều như vậy cá nhân mạng so với tống đại nương tử cùng tống cửu ly mang theo mỏi mệt mặt khương quán tinh thần bừng bừng quán quán tỷ, ngồi xe ngựa mệt mỏi như vậy ngươi làm sao nhìn qua một chút việc đều không có tống cửu ly mặt mũi tràn đầy buồn bực đồng dạng là sắp bị xe ngựa điên choáng người nàng mắt quần thâm đặc biệt nghiêm trọng Trái lại Khương Quán, làn da cùng ngày xưa một loại trắng nõn, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, đẹp mắt vô cùng. Khương Quán có chút chột dạ giải thích nói, ta giấc ngủ tương đối tốt, các ngươi nhanh lên đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi, vậy ta đi trước thêm thiếp một hồi, thực sự nhịn không được. Tống Đại Nương tử đến cùng lớn tuổi, lưu vong lúc nếm qua không ít khổ, thân thể rất khó chịu, đem bọn hắn đều đưa lên lâu, Tống Cửu Viên hiểu rõ nhìn về phía Khương Quán, ta cùng ngươi đi ngao du, tốt. Khương Quán đang có ý này, gần đây không phải bị buồn bực ở trên xe ngựa chính là buồn bực tại không gian, nàng xác thực buồn bực phải hoảng, hai người riêng phần mình về trước phòng đổi một thân y phục, sau đó cùng rời đi khách sạn, biết Khương Quán thích nhất đi dạo tiệm thuốc, tống cửu viên sớm để tống dịch nghe ngóng một phen, nơi này khoảng cách thuốc đều cũng không xa, Khương Quán xác thực tồn chút nhặt nhạnh chỗ tốt tiểu tâm tư, Lân Cận có một đầu dược liệu đường phố, bởi vì không phải đơn độc cửa hàng, chỉ là giống phiên chợ cho nên mới người rất tạp, dược liệu cũng rất tạp, mọi người nhau nhau đem mình hái hoặc là thu thập dược liệu bày ở trước mặt mình. Nhục Thung Dung, Khương Quán ngồi xổm ở một cái quán nhỏ trước mặt, nhìn xem mang theo quen thuộc đồ vật, nội tâm hơi kinh ngạc, chẳng qua không có la ra tới. Tiểu Nương Tử, cái này thuốc thế nhưng là khó được đồ tốt, ta cái này như thế điểm, ngươi muốn một lượng bạc mang đi. Quán nhỏ chủ quán là cái khoảng 40 tuổi đại thúc, cái đồ chơi này là hắn từ nông thôn thu lại xem xét liền không đáng cái gì bạc nhưng khương quán cùng tống cửu uyên mặt hiển quý hắn nghĩ đến lắc lư lắc lư bọn hắn ta mua khương quán ước gì lập tức mua về cái này nhục thung dung ở đời sau cơ hồ là lâm nguy phẩm nhìn nàng đã từ trong ví móc bạc chủ quán nháy mắt cảm giác mình thiệt thòi lớn chính xoắn suýt muốn hay không đổi ý thêm tăng giá một thân ảnh bước nhanh lao đến vật này ta muốn hắn chỉ vào khương quán nhìn trúng nhục thung dung trên mặt đều là kinh hỉ khương quán xem xét a thông suốt vẫn là người quen. Chương 569, đây là ghét bỏ hắn chậm trễ thời gian. Cái này người quen thế mà là kinh mặt. Khương quán cùng Tống Cửu Uyên không nghĩ tới sẽ ở đây gặp phải hắn, hắn cũng không có nghĩ đến sẽ ở đây gặp phải Khương quán. Đôi bên đối mặt thêm vài lần, kinh mặt lạnh lùng biểu lộ xấu hổ ở, mà quán nhỏ chủ quán nghe xong kinh mặt lời này, kích động không được, không phải người trả giá cao được, hắn đang lo một lượng bạc hô thua thiệt nữa nha, cái này tiểu lan quân tới đúng lúc a. À nghe vậy tống cửu uyên có chút tức giận ngươi đây là lật lọng khương cô nương kinh mặt nhếch môi ta tìm cái này vị dược tài hồi lâu không biết ngươi có thể hay không nhường cho ta không được nếu là đổi lại những người khác khương quán còn có thể sẽ đáp ứng nhưng là kinh mặt nàng đối với hắn cảm quan quá kém chủ quán định nọt cười cười hai vị khách nhân các ngươi vậy liền tặng cho khương cô nương đi kinh mặt xoắn xuýt liên tục đến cùng vẫn là lựa chọn nuốt xuống khẩu khí này vốn là đã đắc tội Khương Quán, không thể lại tiếp tục để bọn hắn quan hệ dằn co xuống dưới, dù sao Dược Vương Cốc bây giờ cường đại như vậy, đa tạ, Khương Quán lấy ra năm lượng bạc đưa cho chủ quán, chủ quán vẻ mặt đau khổ, có chút tiếc nuối, nếu là bọn họ hai phe tranh, hắn còn có thế nhiều đến một chút, nhìn hắn biểu lộ, Khương Quán liền đoán được hắn suy nghĩ, thế là nhàn nhạt nói, dược liệu này nhiều nhất giá trị những bạc này, sẽ không thua thiệt ngươi nhưng cũng không thể để ngươi rao giá trên trời là cái này lý, kinh mặt tán đồng nhẹ gật đầu, nhìn ra được có chút trái lương tâm, liền hướng hắn ngay từ đầu không nhìn thấy Khương Quán cùng Tống Cửu Uyên lúc kia ngạo mạng lực, chắc hẳn không làm thiếu loại chuyện này, đương nhiên Khương Quán không có vạch trần hắn, chỉ là đem dược liệu thu vào trong túi sách của mình, quán quán, chúng ta đi thôi, Tống Cửu Uyên vốn là đối kinh mặt phi thường chán ghét, hận không thể để Khương Quán cách hắn xa xa, mắt thấy hai người muốn đi, kinh mặt vội vàng chạy chậm đến tiến lên, nói chúng ta kinh nhà ngay ở chỗ này, hai vị đường xa mà tới là khách, không bằng ta mời hai vị ăn một bữa cơm, không cần, tống cửu viên mặt lạnh cự tuyệt, chúng ta đã nếm qua, Khương cô nương, kinh mặt cũng không nhận ra tống cửu uyên, cho nên đem ánh mắt rơi vào Khương quán trên thân, nam nhân này cho là hắn là ai a? À? còn có thể làm Khương quán chủ sao, cùng là nam nhân, tống cửu viên nháy mắt minh bạch kinh mặt trong mắt ý vị, hắn có chút khiêu khích liếc qua đối phương. Tiếp theo một cái chớp mắt, Khương Quán cự tuyệt nói, đa tạ kinh công tử hảo ý, chúng ta còn có chuyện phải bận rộn, đây là ghét bỏ hắn chậm trễ nàng thời gian, kinh mặt trong lòng hiện ra một cổ bực bội, từ nhỏ đều là người khác bưng lấy hắn, còn là lần đầu tiên có người như thế xem thường chính mình, hắn nháy mắt cảm thấy mười phần khó xử, nhưng mà Khương Quán cùng Tống Cửu Uyên đã dắt tay đi xa, nhìn chầm chầm bóng lưng của nàng, kinh mặt cầm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy đều là đố kỵ, chủ quán thấy thế trong lòng có chút mau mau, nhưng kiếm bạc tâm tính vẫn là chiếm thượng phong hắn cẩn thận từng ly từng tí đối kinh mặt nói kỳ thật tiểu nhân nơi này còn có cái khác dược liệu ngài muốn hay không nhìn một cái a à, ta chỉ cần mới cái kia kinh mặt hừ nhẹ một tiếng nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt xoay người rời đi kia thái độ ngạo mạn đến cực điểm khí chủ quán sắc mặt xanh xám nhưng đối phương mặt không phú thì quý hắn không dám lắc tội chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này đi xa một chút tống cửu viên mới nói ở đây đều có thể gặp gỡ hắn, không may, được rồi, dù sao cũng chưa quen thuộc, không để ý hắn chính là, Khương Quán ngược lại là nhìn thoáng được, cái này kinh mặt mặc dù cẩn thận nghĩ rất nhiều, thế nhưng không phải dược vương cốc người, về sau xa điểm chính là, hắn xem ngươi ánh mắt, ta rất không thích, Tống Cửu Uyên là nam nhân, tự nhiên hiểu tâm tư của nam nhân, kinh mặt trong mắt rõ ràng còn mang chinh phục, hắn muốn chinh phục Khương Quán, ta cũng không thích. Khương Quán quay đầu nhìn về phía Tống Cửu Uyên, mềm mềm làm nũng nói, ta còn muốn nhìn nhìn lại có hay không muốn dược liệu, đừng nghĩ trước những cái kia. Tốt, cùng ngươi. Tống Cửu Viên lại bồi tiếp hương quán đi dạo tầm vài vòng, trân quý dược thảo vốn là khó tìm, hương quán mắt sắc, cũng tìm mấy dạng. Đến mức trở về lúc, nàng còn vui vẻ khẽ hát, bây giờ nàng không gian dược thảo kho càng ngày càng hoàn chỉnh nha, chỉ là rất nhanh, tâm tình tốt của nàng liền bị người khác phá hư. Lúc đó nàng cùng Tống Cửu Viên vừa trở lại khách sạn, hai người đang định đem nghỉ ngơi đám người gọi xuống dùng cơm tối. Một đạo tức hỗn hển bóng người chính là vào lúc này xông tới, nàng đứng tại khách sạn cửa chính, mặc cho thị nữ bên người lớn tiếng hét lên, Khương Quán Khương cô nương, phu nhân nhà ta có chuyện tìm ngài. Khương Quán cùng Tống Cửu Uyên vừa vặn đứng tại đầu bậc thang, nhìn qua thị nữ bên cạnh mang theo thân ảnh quen thuộc, Khương Quán mi tâm nhăn nhăn, phụ nhân này ước chừng khoảng 40 tuổi, dáng dấp cùng kinh mặt giống nhau đến mấy phần, gần như là nháy mắt, bọn hắn liền đoán được đối phương là ai. Khương Quán đang muốn há mồm, Tống cửu biên đối nàng nhẹ nhàng lắc đầu, quán quán, duy tiểu nhân khó nuôi vậy. nàng xem ra chính là tính tình mạnh mẽ, không đáng ngươi lãng phí thời gian, ta để Tống dịch xử lý, có đạo lý. Khương Quán nghĩ nghĩ quay người dự định lên lầu, đối mặt gặp gỡ từ trên lầu đi xuống vệ bảy, hắn có lẽ là đi cho triều ân cầm đồ ăn. nghe dưới lầu người kia hô Khương Quán danh tự, vệ bảy lần ý thức há mồm, Khương cô nương các nàng tự như là tới tìm ngươi. Hắn vốn là đối Khương Quán cùng Tống Cửu Uyên lòng mang oán hận, tự nhiên sẽ không cân nhắc Khương Quán lập trường. Không lớn thanh âm đầy đủ trong khách sạn người đều có thể nghe thấy, kinh nương tử tự nhiên không bỏ qua. Nàng sắc bén con ngươi rơi vào Khương Quán trên mặt, không lựa lời nói nói, dáng dấp quả thật không tệ, trách không được. Ngươi nói cái gì? Tống Cửu Uyên sắc bén con ngươi rơi vào kinh nương tử trên thân, để nàng thắp cả người thân lạnh có thể nghĩ đến nhi tử về nhà lúc thất hồn lạc phách bộ dáng, nàng lại nghĩ tới cháu gái bị ép đuổi ra Ngọc gia, lập tức đối Khương Quán hận nghiến răng, "Ta, ta có việc muốn cùng Khương cô nương nói." Nàng thẳng tắp lấy lưng, thanh âm siêu cấp lớn, ngoài mạnh trong yếu nói, "Hứa nàng hại người, không cho phép ta đến thảo phạt sao? Ta hại ai rồi?" Khương Quán có chút im lặng, luôn có người thích đem sai lầm quy tội đến trên thân người khác, không ở người một nhà trên thân tìm nguyên nhân. "Nếu không phải ngươi, Nhà ta Lan Lan làm sao lại bị đuổi ra khỏi gia tộc? Kinh Nương Tử mười phần tức giận, ngươi quá nhẫn tâm, các ngươi lớn bao nhiêu thù bao lớn hận, muốn Lan Lan một cái tiểu cô nương nhà bị trừ tộc, bị trừ tộc đúng là rất nghiêm khắc trừng phạt, tại cổ nhân đến nói bị chết còn khó chịu hơn. Là lấy không rõ ràng cho lắm đám người nhìn về phía Khương Quán ánh mắt có chút vi diệu, nhất là Vệ bẫy, hắn dùng một bộ ngươi cái này độc phụ ánh mắt, đâm tống cửu uyên có chút con mắt đau, hắn gieo gió gạt bảo, ngươi là ai a? À? kinh nương tử cũng không biết tống cửu viên thân phận, ngữ khí đặc biệt xong, các ngươi là cùng một bọn, tự nhiên giúp đỡ nàng nói chuyện, kinh mặt là con của ngươi a, à. Khương quán nhẹ nhàng ngữ khí để kinh nương tử sững sờ tại nguyên chỗ, trong mắt nàng tràn ngập kiên kỵ, ngươi sách nhi tử ta làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn bi hiếp ta, chưa nói tới bi hiếp, Khương quán khóe miệng nhẹ nhàng công công, ngươi muốn biết Ngọc Trạch Lan vì sao lại biến thành dạng này? sao không đi hỏi một chút con trai ngoan của ngươi ở trong đó xung làm cái gì nhân vật, chương 570, lan lan kết bạn một đại nhân vật, để hắn giúp ngươi hả giận, khi cùng nhi tử ta có quan hệ gì, ngươi thiếu ngậm máu phun người, kinh nương tử chột dạ lóe ra con ngươi, nàng đối với mình nhi tử coi như hiểu rõ, nhi tử một mực không thích cháu gái, hẳn là trong này thật có nhi tử sự tình, kinh nương tử tim đau nhất, khương quán không phải tại nàng trên vết thương đâm đau. Có phải là nói xấu con của ngươi, ngươi đi hỏi một chút tham gia so tài người liền biết, so với con của ngươi, ta cái này nhiều nhất xem như phản kích, nói hưu nói vượng, kinh nương tử tức hỗn hển quát, ngươi thiếu châm ngòi ta cùng nhi tử quan hệ, tất cả mọi người biết là ngươi hại lan lan bị trừ tộc, nàng còn đau khổ cầu khẩn ngươi, ngươi độc phụ này, nàng một bên la hét, một bên hướng phía lầu hai vọt lên, vệ bảy lần ý thức trốn đến một bên, tống cửu uyên dư quan thoáng nhìn một màn này, đôi mắt lạnh lạnh, tống cửu uyên, ngươi là nam tử không tiện đối phó nàng, ta tự mình tới. Khương quán lột sáng tay áo, vừa vặn ngứa tay, có người đuổi tới muốn ăn đòn. Khương quán không có ý định khắc chế mình đáy lòng gắt gỏng thừa số. Ngay tại kinh nương tử sắp đến khương quán trước mặt lúc, Triều Ân bỗng nhiên mở cửa từ trong nhà đi ra. Hắn sắc mặt có chút khó coi, có lẽ là vừa bị đánh thức, ngữ khí mang chút bực bội. Các ngươi tại lăng tăng cái gì? Công công lanh lãnh cuốn họng vốn là đặc biệt, kinh hải kinh nương tử trợn mắt hốc mồm chúng ta tại xử lý sự tình, ngươi cái nam không nam nữ không nữ đồ vật chớ cản đường. Khương quán, nàng là vạn vạn không nghĩ tới kinh nương tử mạnh như vậy, rất tốt, chuyện kế tiếp nên không cần nàng ra tay. Quả nhiên, kinh nương tử dẫm lên triều ân chân đau, khí triều ân mặt đỏ tí tai, vệ bảy, cho nhà ta hung hăng giáo huấn nàng, vả miệng, kinh nương tử không nghĩ tới đối phương tức giận như vậy, nàng mắt trợn tròn. Cái này sự tình không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chớ có xen vào việc của người khác, ta, lời còn chưa nói hết, vệ bảy đã tiến lên, mạnh mẽ hướng trên mặt nàng vung mấy bàn tay, ngươi dám đánh ta, kinh nương tử đều bị đánh mộng, thị nữ của nàng vội vàng muốn hỗ trợ, lại bị tống dịch bọn hắn ngăn lại, phu nhân, phu nhân, có ai không, đánh người, dám nhục mạ công công, ngươi chính là thích ăn đòn, cái này vệ bảy bản liền kìm nén một hơi, lúc này xuống tay càng là không lưu tình chút nào. Khương Quán khoanh tay cánh tay đặt cái này xem kịch, kinh nương tử bảo dưỡng cực tốt khuôn mặt rất nhanh bị đánh sung huyết, đừng đánh, đừng đánh, vệ bảy thế nhưng là học qua võ người, cái này mang theo nội lực bàn tay đem kinh nương tử răng đều đánh rớt mấy khỏa, khi ngoan lệ bộ dáng, Khương Quán nhìn rất hả giận, triều ân cùng vệ bảy cũng coi như lo liệu người hồi sự tình, đều tại ngươi, kinh nương tử bị đánh liên tiếp lui về phía sau, nhìn về phía Khương Quán trong mắt càng là tràn ngập quán hận, còn trừng ta. Khương quán sách một tiếng, mò lên tay áo của mình, nếu không thử xem đánh kép, kinh nương tử bị Khương quán dọa đến thân thể khẽ run rẩy, vệ bảy động tác cũng không dừng lại, cuối cùng mấy lần càng đem người đập ngã trên mặt đất, kinh nương tử khóe miệng chảy ra máu tươi, triều ân ghét bỏ nhét miệng, miệng không biết nói chuyện, vẫn là không muốn tốt, hắn tại hoàng cung đợi lâu, học hậu cung đám nương nương vả miệng một bộ này, dùng tại kinh nương tử trên thân ngược lại là rất thích hợp, ổ, ổ kinh nương tử hàm hàm hồ hồ, đã nói không nên lời đầy đủ, không biết nàng đang nói cái gì. Kinh mặt ngay vào lúc này chạy tới, cùng nương phàn nàng về sau, nhớ tới nương tính tình, hắn trực giác không tốt, quả nhiên, hắn tới chậm một bước, nương đã bị đánh thành đầu heo mặt, kinh mặt vội vã vọt tới kinh nương tử trước mặt, luôn luôn trên mặt lãnh đạm cuối cùng có lộ ra vẻ gì khác, mẹ, nhi nện, đau, kinh nương tử thấy nhi tử đến, bắt đầu giả bộ đáng thương, nàng rung rung ngón tay lấy khương quán, Nàng, mẹ, ngươi đừng nói chuyện, nhi tử hiểu. Chương 571, hắn cũng làm chẳng qua khương quán nam nhân. Cha, kinh mặt đầu óc có chút loạn, hắn không dám đánh cực thân phận của người kia so cái này công công còn lợi hại hơn a. À. Cha cái gì cha, liền mẹ ngươi đều bảo hộ không được, đừng gọi ta. Kinh cha là cái sủng nương tử, cũng không biết cái này người có nói đạo lý hay không. Quán quán, đi trước ăn cơm. Tống Cửu viên không thèm để ý bọn hắn xem ra người trong nhà thật nhiều mỏi mệt, bên ngoài như thế ầm ỉ cũng không dậy, xem chừng còn tại nghỉ ngơi, hai người dứt khoát không có để người đi gọi bọn hắn, khâu nhạn vừa vặn lên, khương quán liền để nàng đi tìm khách sạn người cho người trong nhà lưu tốt đồ ăn, thật mặc kệ bọn hắn a, à. khương quán ngồi tại nhã gian ăn cơm, mơ hồ còn nghe thấy bên ngoài kinh nương tử tại hàm hàm hồ hồ phàn nàng, bởi vì răng bị đánh rớt mấy khỏa, cho nên nàng nói chuyện không phải rất rõ ràng. Nhưng kinh cha vẫn là nghe rất chân thành, ngược lại là kinh mặt ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích triều ân thân phận, tống cửu viên chậm rãi thay khương quán loại bỏ xương cá, thanh âm thả mềm, mặc kệ bọn hắn, nếu quả thật chuyển đến cái gì nhân vật lợi hại, các nàng cũng có thể ứng phó, tống cửu viên nói như vậy, khương quán cũng thả lỏng trong lòng lý gánh vác bắt đầu ăn, đại ca, bên ngoài chuyện gì xảy ra a? À? tống cửu thỉ cùng tống cửu ly hai người tỉnh lại sớm một chút, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đi vào nhã gian. Khương quán để khâu nhạn thêm bát đũa, Lúc này mới đem đầu đuôi sự tình giải thích một lần, cuối cùng nhã rảnh, vận khí không tốt gặp gỡ như thế người một nhà. Hiếu Kỳ ba, Tống Cửu Ly nhịn không được nhã rảnh, hắn ý tứ là vẫn còn muốn tìm chúng ta gốc rạ. Đoán chừng là. Khương quán nhẹ gật đầu, Tống Cửu Thỉ cũng hết sức tức giận nói, hắn còn có mặt mũi đến gây chuyện, tới một cái ta đánh một cái, đến hai cái ta đánh một đôi, ăn cơm trước, Tống Cửu viên như trước vẫn là như vậy bình tĩnh phụ trợ tống cửu Thị như cái mau đầu tiểu tử thương quán cũng cười đừng nghiêm mặt cũng không phải chuyện lớn gì làm gì bởi vì sai lầm của người khác đến trừng phạt chính mình ta thế nhưng là đại phu trịnh trọng cùng các ngươi nói sinh khí cũng sẽ sinh bệnh tốt 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 ta không khí thương quán nói lời tống cửu ly bình thường đều có thể nghe vào bọn bốn người cơm nước xong xuôi thời điểm khâu nhạn nhỏ giọng nói cô nương mấy người bọn hắn dường như cũng tại sát vách nhã gian dùng cơm các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai còn muốn tiếp tục đi đường. Khương Quán không có ý định kéo lấy Tống Cửu Thị cùng Tống Cửu Ly cùng một chỗ, nàng chỉ là có chút hiếu kỳ. Ngọc Trạch Lan đều bị gia tộc trừ tộc, còn có ai có thế cứu vớt nàng? Không được, vừa rồi ta đang ngủ không biết, lần này nhất định phải tại. Tống Cửu Thị có thể thấy được không được Khương Quán bị bắt nạt, trong lòng hắn, Khương Quán là trưởng tỷ tồn tại. Tống Cửu Ly khó được không cùng Tống Cửu Thị ý kiến không hợp nhau, duy trì nói ta cũng phải giữ lại, đến lúc đó các ngươi nam không thể xuất thủ, ta đến giúp quán quán tỷ, đại cô nương, nô tỳ ở đây." Khâu Nhạn nhỏ giọng nhắc nhở, "Mới nàng không có ở, nhưng tiếp xuống nàng sẽ bảo vệ tốt chủ tử nhà mình, cũng không nguyện ý đi, khương quán cũng không miễn cưỡng bọn hắn, Khâu Nhạn thậm chí còn ngâm một bình trà. Đây là thu nương cho khương quán chuẩn bị, vừa cơm nước xong xuôi, có thể tiêu cơm một chút, nàng thậm chí còn cầm một chút điểm tâm cho Tiêu Khiển." Đông 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 một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, Ngọc Trạch Lan kia mang theo thanh âm quen thuộc truyền tới từ phía bên cạnh, gì, tiện nhân kia đâu, nàng tiếng nói có chút bén nhọn, khương quán bọn hắn nghe được thanh thanh sở sở, chỉ có sát vách nhã gian làm sao hồi phục, nghe được không rõ lắm, chẳng qua rất nhanh đối phương liền gõ vang cửa phòng của bọn hắn, khương quán đưa cho khâu nhạn một ánh mắt, khâu nhạn hiểu ý, từ từ mở ra cửa, một bóng người nhanh chóng hướng về vào rõ ràng là khương quán trước đó không lâu mới thấy qua ngọc trạch lan ngọc trạch lan trên trán tổn thương dường như còn chưa tốt toàn đôi mắt hồng hồng nàng chỉ vào khương quán nhìn về phía bên ngoài quần áo hoa phục nam tử nhị gia chính là nàng chính là nàng làm hại ta thảm như vậy khương quán cùng tống cửu viên hai người ngước mắt nhìn sang đã nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc khá lắm khương quán cũng không có nghĩ đến ở đây sẽ gặp phải nhị hoàng tử thật đúng là oan gia ngõ hẹp bên cạnh hắn không phải có nhị hoàng tử phi cùng hoa hiểu a à. tại sao lại ra tới tiền tân xuân a à? thật đúng là không hợp thói thường nhị hoàng tử cũng vội vàng không kịp chuẩn bị đối đầu khương quán cùng tống Cửu uyên ánh mắt đôi bên đều rất kinh ngạc khương cô nương khương cô nương hắn sớm nên nghĩ đến ngọc trạch lan miệng thảo luận chính là khương quán a à. nhưng mà ngọc trạch lan tuyệt không phát giác được cái này không khí vi diệu còn tại ủy khuất nói nếu không phải bọn hắn ta liền sẽ không bị người trong nhà trừ tộc ca ca ngươi đã nói muốn giúp ta. Ngọc Trạch Lan lôi kéo nhị hoàng tử tay nũng nịu, mà phía sau bọn họ là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc kinh người nhà. Kinh mặt trong mắt hiện ra nhàn nhạt khó chịu, lúc trước đuổi theo mình người bỗng nhiên đối cái khác nam tử nhiệt tình như vậy. Hắn có loại mình đồ vật cho ảo giác của người khác, mà kinh cha cùng kinh nương tử mặt mũi tràn đầy kích động, chờ mong vị này quý nhân có thế giúp bọn họ hả giận. Nhưng mà nhị hoàng tử rất xoắn suýt, tống cửu viên không có mở miệng, hai người đều không nghĩ ở trước mặt người ngoài bại lộ thân phận của mình, có thể, cái này sự tình nên xử lý như thế nào, tống cửu huyên mặt mày nhàn nhạt nhìn qua nhị hoàng tử, đầu ngón tay cầm chén trà nhẹ nhàng chuyển động, đây là đem sự tình quyền chủ động giao cho hắn, nhị hoàng tử ngẩng người, sau đó cầm ngọc trạch lan tay, đối tống cửu huyên dơ lên một nụ cười, tống huynh, trùng hợp như vậy, không nghĩ tới nơi này gặp gỡ các ngươi một nhà, các ngươi nhận biết, ngọc trạch lan sắp tức chết, thật vất vả tìm cái chỗ dựa, không có lường trước bọn hắn thế mà là nhận biết, nhận biết. Khương Quán ý tứ sâu xa cười cười. đã nhị hoàng tử tuyệt không dự định bại lộ thân phận của mình, bọn hắn cũng không có hành lễ. nhị gia, Ngọc Trạch Lan có chút hoảng, nhị hoàng tử nắm chặt nàng tay, ôm nhu nói, đều là người một nhà, chút chuyện nhỏ này như vậy bỏ qua có được hay không? đám người, không nghĩ tới như thế quan gia ngõ hẹp, tống cửu thị cùng tống cửu ly không có đất dụng võ, nhưng các nàng đều hiểu nhị hoàng tử như thế, chẳng qua là tại kiên kỵ tống cửu uyên, kinh người nhà mặt mũi tràn đầy thất vọng, còn tưởng rằng Ngọc Trạch Lan người quen biết bao nhiêu lợi hại, không có lường trước vẫn là làm chẳng qua khương quán nam nhân, chương 572, hẳn là khương quán là kinh đô đến quý nhân, thế là Ngọc Trạch Lan lập tức nói, nhị gia nói bọn hắn là người một nhà, lũ lục sông miếu Long Vương, ta liền không so đo, nói hình như nàng bao lớn phương. Chẳng qua là không làm gì được Khương Quán, nhưng nàng biết nhị hoàng tử thân phận, bây giờ nàng không có nhà mẹ đẻ, chỉ có thể chờ đợi nhị hoàng tử đối nàng tốt một chút, về sau không chừng còn có thế vớt cái quý phi đương đương, đến lúc đó nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua khương quán, về phần cái gọi là cho gì xuất khí, nàng vốn là đối kinh mặt sinh quán hận, tự nhiên sẽ không bởi vì bọn hắn hỏng việc, lan lan lớn lên, kinh mặt cảm thán một câu, trong lòng oa khí không được, hắn nhìn ra được, lan lan tìm cái này nam nhân chưa hẳn có thể làm gì được khương quán bọn hắn thậm chí trong lòng ẩn ẩn có suy đoán hẳn là khương quán là kinh đô quý nhân hắn nhẹ nhàng kéo một cái phụ thân thấp giọng nói cha ngươi tin ta bọn hắn thân phận không đơn giản chúng ta chỉ là người bình thường đắc tội không nổi cái này sự tình được rồi được thôi kinh cha trong lòng còn có chút không tình nguyện nhưng nhi tử đã đưa bậc thang nếu là hắn không hạ đợi lát nữa sợ là sẽ phải sượng mặt các ngươi có thế buông xuống cừu hận liền tốt. Nhị hoàng tử hết sức hài lòng thái độ của bọn hắn, bố thí phất phất tay, nếu như thế, chúng ta còn muốn ôn chuyện, các ngươi về trước đi, cũng tốt, kinh mặt tự biết đắc tội không nổi bọn hắn, thế là mang theo không tình nguyện cha mẹ rời đi, mà Ngọc Trạch lang lưu tại tại chỗ, nàng kiều kiều tiếu tiếu theo tại nhị hoàng tử bên cạnh, nhị gia, ta chờ ngươi cùng một chỗ, không cần, ngươi đi ra ngoài trước đi, nhị hoàng tử phất phất tay, Hắn biết Ngọc Trạch Lan cùng Khương Quán có mâu thuẫn, lưu lại sợ là sẽ phải kích phát mâu thuẫn. Ngọc Trạch Lan có chút không quá tình nguyện, đáng sợ nhị hoàng tử sinh khí vẫn là trước ra Nhã Giang, rất nhanh Nhã Giang chỉ còn lại tống cửu viên bọn hắn cùng nhị hoàng tử, Khương Quán cùng tống cửu thị bọn hắn lúc này mới hành lễ, gặp qua nhị điện hạ không cần phải khách khí. Nhị hoàng tử thuận thế ngồi tại tống cửu viên đối diện, mới bản điện thực sự nói thật đều là người một nhà bản điện cùng tống huynh quan hệ từ trước đến nay không sai, mời Khương cô nương thứ lỗi, đừng tìm lan lan so đo, tống cửu uyên nhưng cười không nói, quan hệ không tệ sẽ giấu ở hắn cửu châu nghĩ biện pháp kiếm chuyện, không thiêu phá không có nghĩa là tống cửu uyên không biết những thứ này. Bản vương nhớ kỹ nơi này cũng không phải nhị hoàng tử đất phong, tống cửu uyên đầu ngón tay nắm mắt chén trà nhẹ nhàng lung lay, mực mắt nhụn trêu tức, phải biết từ hắn đất phong về kinh đô cũng không đi ngang qua nơi này nhị hoàng tử chột dạ lấp lóe con ngươi chắc hẳn các ngươi hồi kinh cũng là cho hoàng tổ mẫu chút thọ a à. bản điện cũng thế nghe nói nơi này có một bảo vật vốn nghĩ tìm tới đưa cho hoàng tổ mẫu đáng tiếc tin tức có sai thì ra là thế tống cửu biên không có gì biểu lộ nhìn không ra tin vẫn là không tin giảo hoạt giống hồ ly giống như nhị hoàng tử lại khuôn mặt hiền lành nhìn về phía khương quán khương cô nương ngươi yên tâm bản điện mặc dù sủng lang lang nhưng nàng thân phận càng chẳng qua ngươi dù sao Khương Quán là Tống Cửu Uyên chính phi, mà Ngọc Trạch Lan nhiều nhất chẳng qua là cái thiếp, Khương Quán mỉm cười nhẹ gật đầu, dễ dễu nói, "Điện hạ diễm phúc không cạn a." À. Trong lời nói của nàng mang theo trào phúng, đáng tiếc nhị hoàng tử Tuyệt không nghe được, còn tưởng rằng nàng nói là Ngọc Trạch Lan. Thế là hắn giải thích một câu, lúc trước bản điện thân thể không thoải mái, nhờ có Lan Lan. Khương Quán tỏ ra là đã hiểu, điện hạ vừa phải mỹ nhân, tự nhiên sẽ quý giá mấy phần. Nàng nhìn qua phía trước cửa sổ, bỗng nhiên nói điện hạ vẫn là mau mau đi hống mỹ nhân đi không phải mỹ nhân cần phải đi theo người khác chạy rồi lúc này lầu một ngọc trạch lan dường như cùng kinh mặt tại tranh chấp lấy cái gì cùng lúc trước so sánh lần này rõ ràng là ngọc trạch lan chiếm thượng phong nghe khương quán kiểu nói này nhị hoàng tử ngồi không yên hắn nhanh chóng đứng lên bản điện người ở tại vân lai khách sạn tống huynh có bất kỳ sự tình đều có thể đến tìm bản điện nói xong hắn thần thái trước khi xuất phát vội vã xuống lầu rất nhanh biến mất ở trước mặt mọi người tống cửu ly nhịn không được nhã rảnh liền hắn cái này đức hạnh còn muốn để đại ca duy trì hắn nghĩ cái trắm ăn a à. bây giờ lão hoàng đế thân thể cốt cách suy yếu từng cái hoàng tử dùng hết sức lôi kéo tống cửu uyên dù sao trong tay hắn có tống gia quân không chiếm được liền hủy đi hủy đi trước đó tất cả mọi người vẫn là nghĩ cố gắng đạt được hắn không xứng là đế đây là tống cửu uyên đối nghị hoàng tử đánh giá mà Khương Quán trước hết nghĩ đến là nhị hoàng tử phủ oanh oanh yến yến. Ta lúc trước chỉ cảm thấy lục hoàng tử hoa tâm, hiện tại xem ra, người nhà bọn họ thật đúng là cá mè một lứa. Đã cái này sự tình liên lụy đến nhị hoàng tử, Khương Quán tin tưởng Ngọc Trạch Lan tạm thời không rảnh nhầm vào nàng. Dù sao cùng nhị hoàng tử đại đội ngũ tụ hợp về sau, nàng sợ là phải cực lực tranh thủ tình cảm. Nhị hoàng tử phi cùng hoa hiểu cũng không phải ăn chay. Lúc ban đêm, mọi người nhao nhao về phòng mình, Khương quán đem hôm nay mua được dược liệu cẩn thận từng ly từng tí gieo xuống. Mặc dù ba ngày phát sinh không ít sự tình, chẳng qua cũng không ảnh hưởng nàng, tối nay nàng ngủ được không sai. Kinh người nhà cũng không dám đến làm yêu, ngược lại là Tống Thanh cùng Tống Đại Nương tử ăn điển tâm lúc biết được chuyện xảy ra ngày hôm qua. Hai người đều rất tức giận, Tống Thanh nhịn không được không lựa lời nói nói, nhà bọn hắn tổ truyền háo sắc, chớ nói những hoàng tử này, lão hoàng đế hậu cung phi tử cũng đếm không hết. Tống đại nương tử im lặng kéo ra miệng, ngươi còn để nhi tử nói cẩn thận, nhìn xem tự ngươi nói cái gì, ta chính là quá tức giận, tống thanh là võ tướng, nói chuyện ngay thẳng vừa tức người, đây cũng là cậu hoàng đế không quen nhìn hắn nguyên nhân một trong, nói ít vài ba câu, tống đại nương tử nhẹ nhàng đụng đụng tống thanh cánh tay, không nhìn thấy nhi tử sắc mặt không tốt sao, tống cửu uyên cũng không phải bởi vì cái này, hắn đang suy nghĩ vấn đề, một hồi lâu hết sức chăm chú nói, cha mẹ, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, cha một mực là những người kia cái đinh trong mắt, cho nên chúng ta tách ra đi, cha ngươi mang theo mọi người đi mặt khác một con đường về Kinh Đô, chính ta đi theo Triều Ân đi, ta và ngươi cùng một chỗ. Khương Quán không chút do dự đánh gãy tống cửu viên miệng bên trong muốn thuyết phục, nếu là một mình ngươi, người khác khẳng định không tin, ta có thể bảo vệ mình, được, tống cửu viên không có cự tuyệt nàng, hắn biết Khương Quán bản lĩnh, cũng tôn trọng nàng, tống thanh vốn muốn từ chối, có thể nghĩ cho tới bây giờ kinh đô hỗn loạn thế cục, liền đáp ứng, cho nên bọn họ vội vàng thu thập xong đồ vật lặng lẽ rời đi, mà Khương Quán thì để đại nương tử thị nữ mặc vào đại nương tử cùng tống cửu ly y phục ngồi lên xe ngựa, nữ quyến xưa nay đều mang theo duy mũ, chắc hẳn triều ân bọn hắn sẽ không quan sát tỉ mỉ như vậy, chỉ có tống thanh tương đối không tốt cải trang. Dứt khoát để tống cửu viên nhị để ám vệ giả bệnh một mực cuốn tại trên xe ngựa, xuất phát lúc, chờ triều ân bọn hắn ra tới, Khương quán đã ngồi lên xe ngựa tống cửu viên cùng tống cửu thị cưỡi ngựa các ngươi chuẩn bị nhanh như vậy vệ bảy có chút hoài nghi hôm qua hắn đi lấy ăn mơ hồ trông thấy nhị hoàng tử lúc này vương gia bọn hắn bình tĩnh như thế để vệ bảy có chút sinh nghi đều là chút thân thể dễ hỏng dứt khoát để bọn hắn ngồi xe ngựa tống cửu viên thần sắc nhàn nhạt nhìn không ra đang suy nghĩ gì nhưng mà vệ bảy luôn cảm giác bầu không khí không đúng lắm xưa nay tống gia cô nương cũng sẽ không như thế an phận quán quán tỷ, chúng ta tới chơi lá cây bài sao, tống cửu ly thanh âm từ phía trước xe ngựa truyền ra, rất nhanh truyền đến khương quán lười biến thanh âm, không có ý nghĩa, ta có chút khốn, nghỉ ngơi trước một hồi, ân, bắt chước nhiều người thanh âm đối với nàng mà nói không phải việc khó, nhưng mệt mỏi a, à, vẫn là mượn cớ tương đối tốt, chương 573, lại là cảm thấy đại ca không xứng với quán quán tỷ một ngày. Giống như đúc thanh âm bỏ đi vệ bảy hoài nghi, hắn cung kính viện triều ân ngồi lên xe ngựa, Tống cửu thỉ lặng lẽ đối tống cửu Viên giơ ngón tay cái lên, thấp giọng nói, lại là cảm thấy đại ca không xứng với quán quán tỷ một ngày. Cút, tống cửu Viên cười mắng tống cửu thỉ một câu, khóe miệng không tự chủ dương lên, nội tâm hiển nhiên là vui vẻ. Bên kia vệ bảy viện triều ân lên xe ngựa, nhìn không được nhỏ giọng nói, công công, thuộc hạ luôn cảm thấy không thích hợp, quản tốt chính người mạng nhỏ, những chuyện khác đừng quản, triều ân trà trộn hoàng cung nhiều năm như vậy, nhìn người bản lĩnh cũng không kém. Không thích hợp lại như thế nào, không nên biết đến sự tình cho dù biết cũng phải làm bộ không biết, không phải khó giữ được cái mạng nhỏ này. Khương Quán bắt chiếc tống cửu ly thanh âm về sau, liền nhảy xuống xe ngựa, sau đó một người ngồi tại mình rộng rãi trên xe ngựa, ngẫu nhiên xốc lên xe ngựa rèm nhìn một cái bên ngoài phố xá sầm uất. Xe ngựa dần dần lái rời ra khỏi thành khu, sau đó ra khỏi cửa thành. Vừa ra khỏi cửa thành, Khương Quán liền mơ hồ nhìn thấy đi ở phía trước xe ngựa hoa lệ trong nội tâm nàng đầu nháy mắt hiện ra dự cảm không tốt, không thể nào, ngươi không nhìn lầm, đúng là nhị hoàng tử bọn hắn. Tống cửu huyên cưỡi ngựa cùng Khương quán xe ngựa song song, ngữ khí ôn nhu giải thích nói, bọn hắn cũng phải hồi kinh, gặp gỡ chẳng có gì lạ. Phía trước mênh mông cùng cùng mười mấy cổ xe ngựa, một đám hộ vệ bảo hộ lấy trên xe ngựa người, Khương quán nhếch miệng, biết thì biết, chính là không muốn cùng bọn hắn cùng đường, huống chi nhị hoàng tử phụ nữ nhân từng cái cùng nàng có thù vậy ta để mọi người đi nhanh một chút, tống cửu viên thuận khương quán tâm ý, thu xếp mọi người tăng tốc cước trình. V. Đức Bờ Su ngủ Nét, cùng phía trước xe ngựa gặp thoáng qua lúc. Khương quán vừa vặn nhìn thấy hoa hiểu sốc lên xe ngựa rèm, đối phương nhìn không tốt lắm, thần sắc tiều tụy, cả người giống như là trở lại khương quán lần thứ nhất gặp nàng lúc từ quặng mỏ ra tới cảm giác, lại một chiếc xe ngựa, khương quán nhìn thấy nhị hoàng tử phi bực bội hai con ngươi, rất nhanh nàng liền biết nguyên nhân, bởi vì phía trước nhất chiếc xe ngựa kia mặc dù thấy không được người, nhưng Khương Quán nghe thấy Ngọc Trạch Lan ngọt ngào tiếng làm nũng, sau đó là nhị hoàng tử nhẹ giọng dỗ dành nàng, truyền ra thanh âm ngọt ngào lại buồn nôn, cũng trách không được phía sau nữ nhân nhạc chua ăn dấm. Ách, Khương Quán cảm thấy tam quan hủy hết, nhưng tại cổ đại tự hồ là chuyện thường, rất nhanh, đoàn xe của bọn hắn vượt qua nhị hoàng tử đoàn xe của bọn hắn. Khương Quán vừa buông xuống xe ngựa rèm, Tống Cửu Vi nhảy lên xe ngựa, quán quán, từng, Khương Quán lười biến ngáp một cái, đêm qua nàng một mực đang không gian bận rộn, ngủ được không nhiều, lúc này mí mắt bắt đầu đánh nhau, có chút mệt trả rời, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Tống Cửu Viên vung lên áo bào, ngồi tại Khương Quán bên cạnh thân, hai người khoảng cách mười phần gần, chẳng qua khốn đốn Khương Quán tuyệt không chú ý tới những cái này, nàng thậm chí còn nắm lấy Tống Cửu Viên cánh tay, để ta dựa vào một hồi. Tống cửu viên mặt mũi tràn đầy nhu tình tùy ý nàng dựa vào, rất nhanh, liền vang lên nàng nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hít thở. Tống cửu viên thâm thúy đáy mắt ẩn chứa nồng đậm tình ý, hắn nhẹ chân nhẹ tay từ xe ngựa ô vuông bên trong lấy ra tấm thảm, sau đó bày trong xe ngựa, lại không lưng đem Khương Quán bế lên. Có lẽ là bởi vì nghe khí tức quen thuộc, Khương Quán mơ mơ màng màng ôm lấy tống cửu viên cổ, mặc cho hắn đem mình đặt ở xe ngựa trên thảm, nàng lúc ngủ giống như là ngủ mỹ nhân, ngủ cho điềm tĩnh phấn lộn miệng nhỏ nhẹ nhàng mất máy, tống cửu biên thực sự nhịn không được, nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn, mềm mềm, liền khí tức của nàng đều là ngọt, hắn tại trên đùi của mình thả cái khối rất nhỏ tấm thảm, mà khương quán tựa ở trên đùi của hắn ngủ, cũng cũng may cái này giai đoạn không có lúc trước đường sóc nảy, khương quán ngủ được không sai, đợi nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Ngước mắt liền phát giác mình ngủ ở tống cửu viên trên đùi, mà lúc này tống cửu viên tựa ở xe ngựa trên vách, không nhúc nhích ngủ thiếp đi. Khương Quán nháy mắt có chút cảm động, nam nhân này a, à, cẩn thận thỏa hiệp thời điểm xác thực rất mê người, nàng nhẹ chân nhẹ tay bò lên, cẩn thận quan sát đến Tống Cửu Uyên, trong sách nhân vật phản diện tướng mạo tự nhiên sẽ không kém, bây giờ da thịt của hắn không tính trắng, màu lúa mì bộ dáng càng có nam nhân vị, Khương Quán cẩn thận từng ly từng tí tiến tới, tim cuồng loạn, nàng không nghĩ tới, tự xưng là không cưới không dục bảo đảm bình an mình một ngày kia trông thấy một cái nam nhân tư thế ngủ cũng sẽ tâm động ngay tại khương quán nhìn mê muội lúc tống cửu viên mí mắt nhẹ nhàng run rẩy đừng giả bộ nha khương quán giọng nhạo báng gia hỏa này tính cảnh giác cao khương quán tỉnh lại lúc sợ là đã bừng tỉnh hắn quả nhiên khương quán vừa mới nói xong tống cửu viên chậm rãi mở mắt ra giọng điệu cưng chiều quán quán có đôi khi ta may mắn mình gương mặt này dáng dấp không kém lời này của ngươi nói hình như ta chỉ ham ngươi tướng mạo giống như Khương quán giận hắn liếc mắt, chợt ôm lấy cổ của hắn, tống cửu viên con ngươi có chút co rụt lại, tâm nháy mắt loạn nửa nhịp, ta ham cũng không chỉ những thứ này. Khương quán lúc nói chuyện, xanh nhạt đầu ngón tay rơi vào trên môi của hắn, nhẹ nhàng điểm một cái, đơn giản trêu chọc liền để tống cửu viên mê tâm, hắn nắm chặt khương quán tay, quán quán, đừng làm rộn, ta nói chính là lời nói thật, khương quán câu môi cười cười, ta còn ham ngươi, cái khác nha, nói nàng môi đỏ nhẹ nhàng rơi xuống, mềm mại môi mang theo một vòng ngọt, tống cửu biên bàn tay rơi vào nàng cái ót, sau đó không còn khắc chế chính mình, rất nhanh Khương Quán liền minh bạch, tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc nam nhân, nàng cầm cái gương nhỏ chiếu chiếu, nhìn trong gương hơi sưng môi, ngửa mặt thở dài, tống cửu uyên, ngươi là chó sao, quán quán, không thể trách ta, tống cửu uyên u oán đẩy ra cổ áo của mình, lộ ra Khương Quán khắc ở hắn dưới cổ bên cạnh ấn ký, hừ. Khương quán đặc thù cảm giác thành tựu hừ nhẹ một tiếng, để hắn cắn nàng, nàng liền cắn trở về. Bởi vì chuyện này, Khương Quán giữa trưa không có có ý tốt ra ngoài ăn cơm, dứt khoát trốn ở trên xe ngựa, khâu nhạn chuẩn bị tốt cơm trưa, tống cửu uyên tự mình bưng tới cho Khương Quán ăn, liền đi ngoài, Khương Quán đều là mang theo màn che đi. Này quái dị cử động lại trêu đến vệ thất nhất bỗng nhiên hoài nghi, có lẽ là nhìn ra lòng dạ nhỏ mọn của hắn, Triều Ân lại lần nữa nhắc nhở hắn, vệ bảy, cần nghĩ kỹ tốt còn sống, cũng đừng nhìn lung tung công công, vệ bảy nhỏ giọng nói, hôm qua ta nghe qua, Khương Quán cùng kinh người nhà kết thù, là bởi vì trước sớm đi thuốc đều, khi đó chúng ta còn chưa tới Cửu Châu, nếu là kế hoạch, vương gia thuộc về tự tiện rời đi mình đất phong. Nao su ngủ. À, cũng không phải tự tiện vào kinh, Triều Ân thang nhẹ một câu, nhà ta biết ngươi đáng tiếc cẩm y vệ những huynh đệ kia, nhưng những huynh đệ kia đến cùng là ai hại chết cũng còn chưa biết, ngươi nhìn đi, kinh đô chẳng mấy chốc sẽ loạn, nhà ta chỉ có thể cho ngươi một đầu lời khuyên, bảo mệnh đi, đó cũng là xem ở đoạn đường này vệ bảy đối với hắn coi như tận tâm phân thượng, không phải triều ân điểm này cũng sẽ không nói, nghe vậy vệ bảy lần nữa trầm mặt, mấy hơi qua đi, mới nói, đa tạ công công chỉ điểm, đi ăn một chút gì đi, triều ân khoát tay áo, nhìn như là khuyên vệ bảy, hắn kỳ thật cũng là vì bảo toàn chính mình, sớm biết lần này việc phải làm hành hạ như thế. Hắn còn không bằng không tích cực tới, chương 574, trưởng công chúa có phải là khuynh quốc khuynh thành, dùng qua cơm về sau, chỉnh đốn mấy hơi về sau tiếp tục đi đường, lần này Tống Cửu Uyên không có lưu tại trong xe ngựa, đơn độc cùng quán quán đợi tại một cái không gian, thực sự khảo nghiệm hắn tự chủ, nghỉ ngơi tốt, khương quán cũng không có ở trong xe ngựa nhàn rỗi, vụn trộm tiếng không gian nghiên cứu thuốc phương tử, lần trước hai vị sư huynh cho nàng không ít bí phương, người A luôn luôn phải không ngừng học tập, tối nay bọn hắn ngủ ngoài trời giả ngoại khoảng cách kế tiếp khách sạn điểm dừng chân có chút xa sắc trời dần muộn tống cửu uyên cũng không có vội vã đi đường đám người dừng lại nghỉ ngơi cho dù triều ân nhắc nhở qua vệ bảy nhưng hắn vẫn là không tự giác quan sát làm bộ tống cửu ly cùng tống đại nương tử người mang theo duy mũ xuống tới lộ cái mặt sau đó lại vội vàng lên xe ngựa mà khương quán lại thật lớn phương phương cùng tống cửu uyên ngồi chung một chỗ ăn cơm chiều cơm tối là khâu nhạn mang theo mấy cái gã sai vặt cùng một chỗ làm thịt nướng cùng rau xanh xào rau quả nhìn tống cửu thị ăn cơm còn có chút không quan tâm khương quán quan tâm nói sở sở bên kia chuyện gì xảy ra a à? ai tống cửu thị thở dài một tiếng nàng là tức giận nói ta không nguyện ý cưới nàng hắn nghĩ nghĩ nói không phải không nguyện ý là tạm thời không dám kinh đô lập tức liền phải loạn cả lên nếu không phải bất đắc dĩ ta cùng đại ca đều hy vọng các ngươi đừng trở về huống chi sở sở, ta muốn để nàng về nhà tránh một chút, nàng không nguyện ý, chữ lão sợ là không có cách nào không đếm xỉ đến, tống cửu huy ngược lại là so tống cửu thị lý trí một chút, lão hoàng đế đến một bước này, chắc hẳn sẽ để cho chữ lão hồi kinh chủ trì đại cục, cái này sự tình chú định không có cách nào tránh đi. Đọc sách còi, cho nên mới sầu, tống cửu thị lau mặt, đại ca, quán quán tỷ, ta đi rửa mặt, hắn không có gì khẩu vị. Tùy tiện đào hai ngụm cơm, liền chạy tới bên cạnh dòng suối nhỏ rửa mặt. Khương Quán nhìn về phía hai đầu lông mày ẩn ẩn có chút buồn tống cửu uyên, Trấn An nói, tiếp xuống vô luận gặp phải cái gì, ta đều bồi tiếp ngươi, còn tốt có ngươi, quán quán, không phải tống cửu uyên cũng không biết nên như thế nào chống đỡ xuống dưới, dù sao trong tay hắn trưởng khống nhiều người như vậy tính mạng. Hai người nhỏ giọng đang khi nói chuyện, tiếng vó ngựa vang lên, Khương Quán vô ý thức nhớ tới nhị hoàng tử đám người kia, quả nhiên, chẳng qua thời gian mấy hơi, quen thuộc xe ngựa dừng ở trước mặt bọn hắn, Ngọc Trạch Lan kéo nhị hoàng tử khuỷu tay xuống xe ngựa, ngay sau đó phía sau nhị hoàng tử phi cùng hoa hiểu cũng nhất nhất xuống xe ngựa, Khương Quán cùng Tống Cửu Biên liếc nhau một cái, hai người sắc mặt khó coi, nhưng mà đối phương đã đi tới, nhị hoàng tử trên mặt treo ôn nhuận cười, Tống Huynh, vừa vặn chúng ta muốn nghỉ ngơi, mọi người cùng một chỗ cũng có thế an toàn một chút, các ngươi không ngại chúng ta ở bên cạnh hạ trại A, không ngại. Đối phương tốt xấu là hoàng tử, Tống cửu viên dù sao cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi, đánh xe ngựa vệ bảy thấy nhị hoàng tử, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó nhỏ giọng đối Triều Ân nói, công công, là nhị điện hạ, mau đỡ nhà ta xuống tới, Triều Ân trơn tru xuống xe ngựa, cho nhị hoàng tử làm lễ, Tống cửu viên cùng Khương Quán mắt lạnh nhìn, Ngọc Trạch Lan dính dính vên váo đối Khương Quán khẽ nâng lấy cái cầm, nàng đã hiểu qua Khương Quán nam nhân là chiến vương, một cái vương khác họ mà thôi, tóm lại không ngồi tới vị trí kia. Khương Quán không nhìn thẳng Ngọc Trạch Lan như có như không khiêu khích, ý tứ sâu xa liếc qua sắp đi gần nhị Hoàng Tử Phi cùng Hoa Hiểu, ta có chút mệt, nghỉ ngơi trước, nàng thực sự không muốn tham dự thư cạnh, dứt khoát cùng Tống Cửu Viên chào hỏi một tiếng, trốn vào xe ngựa, cho dù tiếng xe ngựa, Khương Quán còn có thể cảm nhận được Hoa Hiểu cùng Ngọc Trạch Lan hai người đồng dạng oán hận ánh mắt, ngược lại là nhị Hoàng Tử Phi, bởi vì không biết nàng chính là gần xa, cho nên không quá chú ý nàng. Thẳng đến bên ngoài nghe không được bọn hắn trò chuyện âm thanh, Tống Cửu Uyên mới đến trên xe ngựa. "Thế nào? Yên tâm, đều xử lý tốt." Tống Cửu Uyên đưa tay vuốt vuốt nàng đỉnh đầu, "Sẽ không để cho các nàng đến ảnh hưởng ngươi. Ngươi cũng nghỉ ngơi một hồi." Thương quán cũng đau lòng Tống Cửu Uyên, liền cũng không có về không ở giữa ngủ, hai người dứt khoát ngủ chung trong xe ngựa. Chẳng qua Tống Cửu Uyên không có lưu, ta về phía sau xe ngựa đối phó một chút là được. Hai người bây giờ còn chưa thành hôn. Tống Cửu Uyên không nghĩ tổn hại Khương Quán thanh danh, dù sao địch nhân của nàng ngay tại quan sát nàng, Khương Quán cũng không có ép ở lại, chờ Tống Cửu Uyên vừa đi, mình liền chạy tới không gian nghỉ ngơi, ở giữa, nàng nghe thấy bên ngoài vang lên tiền ồn ào, xốc lên xe ngựa rèm, liền nhìn thấy cách đó không xa hoa hiểu dường như cùng Ngọc Trạch Lan náo loạn lên, ách, Khương Quán từ không gian lấy ra một cái hạt dưa, một bên gặm hạt dưa một bên xem kịch, a, à, hoa hiểu mắng Ngọc Trạch Lan là hồ ly tinh ông lấy nhị hoàng tử mấy ngày đều không buông tay, sách, Ngọc Trạch Lan mắng hoa hiểu là không hạ trứng gà mái, hai người làm cho túi bụi, kết quả cuối cùng nhị hoàng tử ngủ lại tại nhị hoàng tử phi doanh trướng, để nhị hoàng tử phi nhặt cái tiện nghi, Khương Quán tấm tắt lấy làm kỳ lạ, đảo mắt trông thấy hoa hiểu cùng Ngọc Trạch Lan thế mà tắt chiến, hai người giống như tạo thành liên minh, thật lớn một màn kịch. Khương quán vứt bỏ vỏ hạt dưa, thảnh thơi thảnh thơi đi không gian ăn một sóng lớn trái cây, lúc này mới đắc ý nghỉ ngơi một phen. Hôm sau trời vừa sáng, Khương Quán tinh thần sản khoái ra tới dùng điểm tâm, liền thoáng nhìn đối diện hai cái gấu trúc lớn mắt đồng dạng hoa hiểu cùng Ngọc Trạch Lan. Nhị hoàng tử phi ngược lại là ngủ không sai, quả nhiên bị thoải mái không giống. Về đúp bờ. Can su ngủ. Nét, nhìn cái gì đấy? Tống cửu viên đưa cho Khương Quán một bát cháo, Khương Quán thu tầm mắt lại, ngay từ đầu rất phiền, hiện tại cảm thấy miễn phí nhìn xem hí cũng không tệ cổ đại cũng không có gì giải trí tiết mục, nàng thuần túy làm xem tivi kịch, tống cửu viên khóe miệng giật một cái, nhìn về nhìn, ngươi cũng đừng tới gần, miễn cho tai bay và gió, ta biết, khương quán công công đôi mắt, nàng cũng không có ngốc như vậy, đuổi tới bị cừu nhân gây chuyện, điểm tâm lại là một trận trò hay, khương quán cảm thấy trong chén điểm tâm đều thơm ngọt mấy phần, ăn xong về sau tiếp tục đi đường, dị hoàng tử bọn hắn đi ở phía trước, tống cửu viên bọn hắn chậm rãi theo ở phía sau. Khương Quán uống tại trên xe ngựa đọc sách, bỗng nhiên xe ngựa ngừng lại, Tống Cửu Uyên cưỡi ngựa cùng nàng xe ngựa song song. Quán Quán, ta đi phía trước nhìn xem. Từng, Khương Quán mơ hồ nghe thấy âm thanh ồn ào, nàng rất là tò mò duỗi dài đầu, chẳng qua khoảng cách hơi xa, Khương Quán cái gì đều nhìn không thấy. Rất nhanh Tống Cửu Uyên trở về, nói với nàng, trưởng công chúa đau đầu chứng phạm, nhị hoàng tử để đi theo đại phu đang nhìn xem bệnh. Quán Quán, ngươi có muốn hay không đi nhìn một cái? Khương Quán có chút ngoài ý muốn, Tống Cửu Viên rất ít chủ động cho nàng đề cử bệnh nhân. Nàng vô ý thức nhớ tới một đoạn ngược luyến, cũng không biết cái này trưởng công chúa có phải là khuynh quốc khuynh thành. Nghĩ như vậy, giọng nói của nàng trở nên chua chua, trưởng công chúa cùng ngươi rất quen, cũng là không phải, chỉ là nàng đã từng đã giúp ta một lần. Tống Cửu Viên tinh tế giải thích một phen, nguyên lai like lúc trước phụ thân mất tích về sau, hắn thỉnh cầu đi biên quan, quần thần phản đối, là trưởng công chúa nói hổ phụ không khuyển tử, mới cho hắn một lần chèo chống tống gia cơ hội, vậy ta liền đi nhìn một cái. Khương Quán đứng dậy sửa sang váy áo của mình, cùng Tống Cửu Uyên cùng một chỗ hướng phía phía trước đi đến. Đi gần, Khương Quán mơ hồ nghe thấy một vị đại phu nói, "Trưởng công chúa thứ tội, tiểu nhân năng lực không đủ, tạm thời giúp không được trưởng công chúa." Chương 575, nhìn một cái nàng trong đầu nghĩ gì đồ vật a, à, để Khương Quán kinh ngạc là, đáp lại thanh âm của đối phương có chút già nua, "Không sao, cũng là bệnh cũ." thanh âm kia uể oải, nhưng nghe được đi ra ngoài là cái đã có tuổi lão nhân. Khương Quán kinh ngạc nhìn về phía Tống Cửu Uyên, trưởng công chúa tuổi vừa mới bao nhiêu? Tống Cửu Uyên hậu tri hậu giác phát giác được mới Khương Quán trong giọng nói ghen tuông, ngữ khí mang chút bất đắc dĩ, trưởng công chúa là hoàng thượng tỷ tỷ. Hắn bám vào Khương Quán bên tai nhẹ nhàng trả lời một câu, giàu có từ tính thanh âm cào Khương Quán lỗ tai ngứa một chút, nàng lập tức có chút xấu hổ, nhìn một cái nàng trong đầu nghĩ cái gì đồ vật a, à, can nu năm thật là mất mặt, hai người kề tai nói nhỏ khe hở, hoa hiểu trong mắt quay tròn chuyển, nhanh chóng đối nhị hoàng tử nói, điện hạ, nghe nói lan muội muội là đại phu, sao không để lan muội muội thử một lần, nàng dư quan thoáng nhìn khương quán, một là không nghĩ để khương quán lần nữa làm náo động, hai cũng là kiểm nghiệm ngọc trạch lan y thuật, nếu là nàng khả năng giúp đỡ trưởng công chúa, cũng coi là nhị hoàng tử phủ công lao, nếu là không thể, nhị hoàng tử liền sẽ chán ghét mà vứt bỏ nàng, một công ba việc nhìn nàng tích cực như vậy, Khương Quán đối tống cửu viên nhún vai, biểu lộ bất đắc dĩ, nhị hoàng tử nghe thấy lời này, quả nhiên đôi mắt nháy mắt liền sáng, hắn cầm ngọc trạch lan tay, lan lan, cô cô tính tình nhân hậu, thiện lương nhất, ngươi nếu là có thể giúp nàng, liền giúp một chút nàng đi, đối đầu hắn tha thiết con ngươi. Ngọc Trạch Lan cự tuyệt đến bên miệng, làm thế nào cũng nói không nên lời, nhất là nàng ngước mắt trông thấy đứng tại cách đó không xa Khương Quán cùng Tống Cửu Uyên, lập tức liền dâng lên một cổ đấu chí. Nàng nếu là không chủ động, không chừng làm náo động người lại là Khương Quán. Nghĩ như vậy, Ngọc Trạch Lan nhỏ giọng nói, Điện Hà, ta có thể thử xem. Nhưng Khương cô nương lúc trước buông lời không cho phép ta làm nghề y, ta có chút. Bên kia ta đi nói, ngươi cứ việc đi cho cô cô nhìn. Nhị hoàng tử đánh gãy Ngọc Trạch Lan, tự mình tìm trưởng công chúa nói một phen, liền đem Ngọc Trạch Lan đưa lên xe ngựa. Hắn chậm chậm đi đến Khương Quán trước mặt, Khương cô nương, trưởng công chúa là bản điện cô cô, về sau cũng là lan lan cô cô. Lan lan một mảnh hiếu tâm nghĩ thay trưởng bối nhìn xem nhức đầu bệnh cũ, ngươi nên sẽ không có ý kiến chứ. Điện hạ yên tâm, nàng nếu là có thể trợ giúp trưởng công chúa, đó cũng là bản lãnh của nàng. Khương quán mặc dù bỏ qua lời nói, nhưng những cái kia quan lại quyền quý cũng không phải khương quán có thể chi phối. Nàng cũng không nghĩ tới ép buộc người khác không tìm Ngọc Trạch Lan xem bệnh, chỉ là liền nàng kia y thuật, Khương quán nhưng không tin nàng có thể có bao nhiêu lợi hại, nhìn nàng không có phản đối, nhị hoàng tử trong lòng ngược lại phạm lên nói thầm, cái này khương quán, giống như cũng không có lan lan nói như vậy cay nghiệt, cho nên lan lan những lời kia bên trong vài câu thật vài câu giả. Hắn suy tư đi trưởng công chúa cạnh xe ngựa, khương quán cũng mặc kệ nhị hoàng tử ý nghĩ, nàng phát giác tống cửu uyên hơi có chút khẩn trương, đang suy nghĩ gì, không có việc gì, chỉ là có chút lo lắng, Tống cửu viên quả thực đem trưởng công chúa xem như kính trọng trưởng bối, cho nên có chút bận tâm an nguy của nàng. Dù sao Ngọc Trạch Lan kia gà mờ y thuật hắn cũng được chứng kiến, ngươi nếu là lo lắng, chúng ta đi tới xem xem. Khương quán quan tâm lôi kéo Tống Cửu Uyên đi lên phía trước mấy bước, những hộ vệ này có chút nhận biết Tống Cửu Uyên, cho nên tuyệt không cản các nàng. Đi vào bên cạnh xe ngựa, mơ hồ nghe thấy trưởng công chúa tiếng gào đau đớn, ngươi đang làm cái gì? Nhẹ một chút, bên trong truyền đến thanh âm kém chút phá âm, Tống Cửu viên nhíu mày giải thích nói, thanh âm này có chút quen thuộc, tự hồ là đoan hòa quận chúa, kia là trưởng công chúa duy nhất lão đến nữ, lại sau đó bên trong truyền đến Ngọc Trạch Lan yếu ớt giải thích âm thanh, nhị hoàng tử sắc mặt đều biến, rất nhanh Khương Quán liền nhìn thấy âm thanh kia chủ nhân, nàng đem Ngọc Trạch Lan một cái đẩy ra tới, nữ nhân này ước chừng chừng 30 tuổi, tướng mạo lộng lẫy, nàng ra tới không cao hứng đối nhị hoàng tử nói người cái này thì thiếp không có người nói như vậy y thuật cao minh mẫu thân đau đầu nghiêm trọng hơn giọng nói của nàng có chút không tốt lắm nếu không phải là bởi vì đối phương là hoàng tử nàng đều đã bảo nổi không cầu lập tức đem mẫu thân chữa khỏi cũng không thể để mẫu thân đau nghiêm trọng hơn a à. ngọc trạch lan ủy khuất ba ba nhìn qua nhị hoàng tử thật xin lỗi điện hạ ta không am hiểu châm cứu nàng vốn là muốn thay nhị hoàng tử thắng cái mặt mũi trở về không nghĩ tới ngược lại trêu đến đối phương sinh khí cút sang một bên, nhị hoàng tử mặt mũi lớp vải lót toàn không có, hiển nhiên hết sức tức giận, đối ngọc trạch lan thái độ cũng không có lúc trước ôn nhu như vậy, chớ nói hắn, liền nhị hoàng tử phi cùng hoa hiểu đều dùng một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép biểu lộ nhìn qua nàng, thấy ngọc trạch lan khuôn mặt đỏ lên, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, quận chúa, nhị hoàng tử xử lý gia sự thời điểm, tống cửu uyên mang theo khương quán tiến lên. Đoan hòa quận chúa lúc này mới chú ý tới Tống Cửu Uyên cùng Khương Quán, nàng hữu hảo gật đầu, vương gia, đã lâu không gặp, trưởng công chúa hiện nay còn tốt chứ, tống cửu uy ngữ khí tràn ngập lo lắng, lúc trước trưởng công chúa còn tại kinh đô thời điểm đối với hắn có nhiều chiếu cố. Nếu không phải nàng theo phò mã về nhà tế tổ, cậu hoàng đế xét nhà lúc đoán chừng cũng sẽ kiên kỵ mặt mũi của nàng, mẫu thân không tốt lắm, đoan hòa quận chúa lạnh lùng nhìn lướt qua trốn ở nhị hoàng tử phía sau Ngọc Trạch Lan, dọa đến Ngọc Trạch Lan nước mắt chảy xuống, hận không thể trốn đi. Tống Cửu Uyên cầm khương quán tay, đối Đoan Hòa quận chúa nói, quán quán y thuật không sai, nhưng cần để quán quán nhìn một cái, cho dù là trợ giúp trưởng công chúa, Tống Cửu Uyên tuyệt không hạ thấp tư thái, không nghĩ để quận chúa xem thường khương quán. Đoan Hòa quận chúa ngước mắt nhìn về phía khương quán, ánh mắt không quá hữu hảo, mới nhị điện hạ cũng là nói như thế. Kết quả châm cứu làm cho mẫu thân đau đầu nghiêm trọng hơn, chẳng lẽ những đến tuổi này tiểu nhân cô nương so lão đại phu còn muốn lợi hại hơn? nàng đánh đáy lòng không quá tin tưởng. Đoan hòa, tỉnh táo một chút, trưởng công chúa tiếng nói truyền ra, tự hồ có chút đau khổ, nhưng vẫn là nói, thế nhưng là cửu biên nương tử. Khương quán do dự ở giữa, tống cửu uyên đã chém đinh chặt sắt đáp, vâng, tiến đến để bản cung nhìn một cái, trưởng công chúa thanh âm rất hiền lành, cho dù còn không có trông thấy nàng người, khương quán liền đối nàng sinh hảo cảm. Đọc sách còi, đoan hòa lại hết sức do dự, mẫu thân, Thân thể của ngươi nhưng rốt cuộc không chịu nổi dày vò, đoan hòa, không sao, trưởng công chúa ôn nhu kêu, quán quán đúng không, ngươi tiến đến, vâng, trưởng công chúa, khương quán thái độ khiêm tốn, cứ việc đoan hòa quận chúa không quá tin tưởng nàng, nhưng khương quán vẫn là ung dung đối mặt nàng, đoan hòa quận chúa ngăn tại xe ngựa rèm lệch ra, nàng khẽ hừ một tiếng, mẫu thân tính tình tốt, ngươi cũng không thể làm loạn, nhất là sử dụng cái khác công cụ thời điểm. Nếu là lại để cho bệnh tình của mẫu thân tăng thêm, tha không được ngươi, quận chúa an tâm. Khương Quán dù không có tự tin để trưởng công chúa khỏi hẳn, tốt xấu sẽ không để cho nàng nghiêm trọng hơn. Cốt nhất như thế, đoan hòa quận chúa xốc lên xe ngựa rèm để Khương Quán đi vào, đến cùng vẫn là không yên lòng, thậm chí còn đi vào theo. Khương Quán đi vào lúc liền nhìn thấy một cái ung dung lão phụ, tuổi chừng chừng 50 tuổi, bảo dưỡng rất không tệ, chỉ là bởi vì đau đầu, nàng hư hư nằm trong xe ngựa sau lưng gia hoàng nhu hòa thay nàng xoa huyệt thái dương, gặp qua trưởng công chúa, Khương Quán đem hòm thuốc chữa bệnh thuận tay đặt ở bên cạnh, ngồi quỳ chân tại trưởng công chúa trước mặt, trưởng công chúa khuôn mặt hiền lành, đối Khương Quán cười cười, không sai, không hổ là cửu viên tiểu tử kia nhìn trúng cô nương, chương 576, cầm trưởng công chúa tính mạng nói đùa không phải là các ngươi sao, công chúa, ta trước thay ngài tay cầm mạch, Khương Quán minh bạch, có lẽ trưởng công chúa là xem ở tống cửu uyên trên mặt mũi mới khiến cho nàng chẩn trị, nhưng nàng là đại phu, đã thấy bệnh nhân, nhiệm vụ chủ yếu là chữa bệnh, trưởng công chúa nụ cười hòa ái, mặc dù bởi vì khó chịu mi tâm nhào tại cùng một chỗ, nhưng nàng vẫn là duỗi ra mình tay, khương quán sờ lấy mạch đập của nàng, rất nhanh trong lòng có số, nàng mượn hòm thuốc chữa bệnh che giấu từ không gian lấy ra một cái an thần hương, đây là cái gì, bởi vì ngọc trạch lan sự tình, lúc này đoan hòa quận chúa toàn thân tràn ngập phòng bị, Khương Quán giải thích nói, đây là an thần hương, làm phiền quận chúa điểm lên, nàng đem an thần hương nhét vào đoan hòa quận chúa trong tay, đoan hòa quận chúa vô ý thức muốn vứt bỏ, đối đầu trưởng công chúa ôn hòa đôi mắt, nàng nhận mệnh mà nói, vậy liền thử xem đi, công chúa, ta trước thay ngươi ấn ấn, Khương Quán ngồi xổm ở trưởng công chúa sau lưng. Thon dài đầu ngón tay nhổ trưởng công chúa trên đầu tất cả vật trang sức, sau đó nhu hòa xoa bóp huyệt vị, lúc đầu chỉ là tùy ý thử xem trưởng công chúa nhẹ nhàng đóng lại hai con ngươi quán quán đôi tay này ngay thẳng vừa vặn mặc dù đầu còn tại ẩn ẩn làm đau nhưng nàng cảm giác dường như dễ chịu một chút trưởng công chúa quá khen khương quán khóe miệng nhụm cười vương gia xưa nay thức đêm quá nhiều ta cũng thường thường thay hắn ấn ấn cửu biên là cái có phúc khí trưởng công chúa nhấc lên tống cửu biên lúc thanh âm càng thêm ôn hòa phản phất cùng tống cửu biên là rất quen thuộc cố nhân nửa nén hương đi qua trưởng công chúa dễ chịu không ít, không tiếp tục lẩm bẩm. Đoan hòa quận chúa nhìn về phía khương quán ánh mắt cuối cùng hòa hoãn không ít, công chúa, mời nằm xuống, ta thay ngài thi châm. Khương quán biết mới ngọc trạch lan hành vi kích động các nàng, cho nên sớm làm làm nền. Dù là như thế, đoan hòa quận chúa phản ứng vẫn là đặc biệt kịch liệt, lại muốn thi châm, nàng cất cao thanh âm, bên ngoài ngọc trạch lan nghe thấy lúc thân thể có chút run lên, nghĩ lại, nàng kết thúc không thành sự tình, khương quán chưa hẳn có thế hoàn thành, nếu là khương quán thất thủ tổn thương trưởng công chúa, vậy thì có trò hay nhìn, ngu xuẩn, nhị hoàng tử phi xùy một tiếng, ngươi cho rằng khương quán thất thủ ngươi liền có thể toàn thân trở ra, tỷ tỷ Ngọc Trạch Lan bị nhị hoàng tử phi dọa đến thân thể run rẩy, nhưng lúc này đây nhị hoàng tử tuyệt không cùng lúc trước một loại ôm nhu trấn an nàng, ngược lại lạnh lùng quét nàng liếc mắt, nhìn Ngọc Trạch Lan tê cả da đầu, mà trong xe ngựa, Khương Quán ấm ôm nhu nhu hồi phục, quận chúa nếu là không yên lòng, có thể toàn bộ hành trình nhìn ta động tác ở giữa nếu có bất kỳ khó chịu nào có thể tùy thời bỏ dở tạo thành tổn thương cho dù bỏ dở cũng vẫn là sẽ có tổn thương đoan hòa quận chúa thực sự không đành lòng mẫu thân lại khó chịu như vậy trưởng công chúa lại lười biếng mà nói đoan hòa bản cung đã tốt lên rất nhiều quán quán khéo tay không chừng thật có thể giúp bản cung để nàng thử xem mẫu thân đoan hòa quận chúa mười phần không đồng ý từ khi phụ thân qua đời về sau mẫu thân thân thể ngày càng sa sút nàng thực sự không đành lòng a à. đoan hòa trưởng công chúa bất đắc dĩ nói không thử vẫn là hội đầu đau tại bản cung mà nói nửa điểm hy vọng đều không nghĩ bỏ qua mẫu thân đoan hòa con mắt phát nhiệt có nóng hổi nước mắt trượt xuống nàng không còn ngăn đón khương quán chỉ là ngồi quỳ chân ở một bên sợ mẫu thân lại có bất cứ thương tổn gì trưởng công chúa nằm thẳng trong xe ngựa nhìn ra được mới Ngọc Trạch Lan vẫn là cho nàng lưu lại một chút bóng ma tâm lý, thân thể của nàng có chút căng cứng, Khương Quán Nhu Hòa đè lên trưởng công chúa mi tâm, công chúa chớ có buồn bực, quận chúa cũng là đau lòng ngài, Khương Quán tay cầm kim châm, một chút xíu đem kim châm vào trưởng công chúa trong cơ thể, đoan hòa quận chúa nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chầm chầm Khương Quán, cho Khương Quán tạo thành không ít áp lực. Cũng may nàng tâm lý năng lực chịu đựng không sai, một chút xíu tiếp tục động tác trong tay, mấy kim đâm xuống dưới, trưởng công chúa tuyệt không có quá khích phản ứng, mà là nhẹ nhàng nói, ừm, um, đoan hòa từ trước đến nay đau lòng bản cung. Lúc nói lời này, đoan hòa rõ ràng phát giác trưởng công chúa buông lỏng không ít, tối thiểu khương quán thi châm thời điểm, nàng không còn nhíu mày nội tâm kháng cự, mà là chậm rãi hưởng thụ lên. Đoan hòa nhất lên tâm cũng dần dần để xuống, nàng nắm chắc lòng bàn tay có chút buông ra, lại là mười mấy châm xuống dưới, trưởng công chúa hô hấp nhẹ nhàng, dường như ngủ thiếp đi, mẫu thân nàng đoan hòa không dám tin từ khi phát bệnh đến nay mẫu thân đã hồi lâu không có ngủ qua an giấc nàng ngủ khương quán thanh âm rất nhẹ để nàng ngủ một hồi đi thời gian đến ta tự sẽ rút tạ ơn đoan hòa quận chúa không phải không nói đạo lý người lúc này nhìn về phía khương quán ánh mắt thay đổi liên tục cảm kích chiếm đa số mới ta không nên nói như thế ngươi đoan hòa quận chúa là trưởng công chúa tự mình giáo dưỡng lớn lên xưa nay tính tình cũng rất ôn hòa Duy chỉ có gặp gỡ trưởng công chúa sự tình mất phân tắc, Khương Quán cũng không tức giận, con cái lo lắng phụ mẫu, nhưng chi thường tình, ta cũng không tức giận. Hai người giữa lúc trò chuyện thanh âm không lớn, người bên ngoài nghe không được động tĩnh, có chút sốt ruột. Su Đăng tiểu thuyết internet, Nhị hoàng tử khẩn trương hỏi Tống Cửu Uyên, "Tống huynh, Khương Quán có thể làm sao?" Trong mắt hắn, Khương Quán vẫn là kinh đô cái kia không tài vô đức phế vật. Nhị hoàng tử phi cũng nói, "Cô cô thân phận tôn quý, liền phụ hoàng đều kính trọng nàng, cũng không thể cầm nàng thân thể nói đùa. Chỉ có Hoa Hiểu cùng Ngọc Trạch Lan hai người có chút trầm mặt, các nàng đều được chứng kiến Khương Quán bản lĩnh, cho nên một phương diện hy vọng Khương Quán thất thủ, một phương diện lại biết có chút rất không có khả năng. Cầm trưởng công chúa thân thể nói đùa không phải là các ngươi sao, Tống Cửu Uyên dễ cợt nói, Ngọc Cô Nương lúc trước chính miệng đáp ứng quán quán không làm nghề y, lại gia tộc của nàng đều đã phủ nhận y thuật của nàng, nhị điện hạ ngược lại là tín nhiệm vô cùng, kém chút làm hại trưởng công chúa thân thể bị hao tổn. Tống cửu viên tính tình luôn luôn là có thể động thủ tuyệt không nói chuyện, vẫn là lần đầu tức giận như vậy đổi người. Nghe vậy nhị hoàng tử cùng nhị hoàng tử phi sắc mặt khó coi, hai người đều yên lặng cầu nguyện Khương Quán tốt nhất hung hăng đắc tội đoan hòa quận chúa. Trong xe ngựa thời gian vừa đến, Khương Quán từng cái rút ra kim châm, bàn giao đoan hòa quận chúa nói, ta lại mở một tấm thuốc phương tử, ngày mỗi ngày ám chỉ giám sát nàng uống thuốc, lại châm một điếu thuốc an thần hương, đầu này đau mau bệnh sẽ từ từ khỏi hẳn, khỏi hẳn, không trách đoan hòa quận chúa kinh ngạc, thực sự là trong cung thái y đều nói cái này bệnh dữ chỉ có thể làm dịu, khương quán biểu lộ nghiêm túc gật đầu, thu hồi nàng kim châm bao bỏ vào hồng thuốc chữa bệnh, đoan hòa lôi kéo khương quán đầu, quán quán, đa tạ ngươi, mặc kệ mẫu thân đau đầu chứng có thể hay không khỏi hẳn, chúng ta rất cảm kích ngươi, chí ít, nàng đã để mẫu thân thật tốt ngủ một giấc. Nàng từ trên cổ tay lấy xuống cái vòng ngọc, còn lấy ra một cái ngân phiếu nhét vào Khương Quán trong tay, đây là tiền xem bệnh, đa tại đoan hòa quận chúa, Khương Quán đem những cái này đều bỏ vào hòm thuốc chữa bệnh, hai người ra ngoài lúc, bên ngoài người hiển nhiên đã đợi gấp, vốn cho rằng sẽ nhìn thấy đoan hòa quận chúa răng dậy Khương Quán, bỗng nhiên nàng rất nhiệt tình đem Khương Quán đưa ra tới, Quán Quán, chúng ta lần này cũng là hồi kinh cho hoàng tổ mẫu mừng thọ, trên đường nếu là mẫu thân không thoải mái nữa, ta tìm người tới tìm ngươi, chương 577, cái này chẳng phải là hung hăng đánh nàng mặt, hai người trò chuyện lúc trên mặt nụ cười, hiển nhiên nói chuyện rất không tệ, xem ra Khương Quán thật giúp trưởng công chúa, nhị hoàng tử một nhà sắc mặt thật không tốt, nhất là Ngọc Trạch Lan, nàng trị không hết bệnh để Khương Quán chữa khỏi, cái này chẳng phải là hung hăng đánh nàng mặt, cảm nhận được nhị hoàng tử nhìn mình ánh mắt càng phát ra lạnh buốt, Ngọc Trạch Lan siết chặt lòng bàn tay của mình, cô cô như thế nào rồi, nhị hoàng tử một mặt quan tâm, không quên kéo dẫm Khương Quán, Khương cô nương từ nhỏ ở kinh đô lớn lên, chưa từng nghe nói qua nàng bái sư, nếu là trị không hết cô cô bệnh có thể hiểu được, lời này là cố ý dẫm lên Khương quán, đoan hòa quận chúa mặt có chút trầm xuống, quán quán có thể trị hết mẫu thân, nếu không phải là bởi vì đối phương là hoàng tử, đoan hòa quận chúa sợ là đã sớm phun tới, làm sao có thể, Ngọc Trạch Lan lỡ lời hô lên, thấy tất cả mọi người nhìn xem mình, nàng giải thích nói, cho dù là phụ thân ta đến, cũng chỉ có thể làm dịu công chúa đau đầu, thiên ngoại hữu thiên, ngươi không có bản lĩnh không có nghĩa là người khác không được. Đoan hòa quận chúa kinh bỉ nhìn qua Ngọc Trạch Lan, đối nhị hoàng tử nói, ngươi đánh giá thấp người khác, lại xem trọng chính ngươi thị thiếp, nhị hoàng tử, hắn hung hăng trừng mắt liếc Ngọc Trạch Lan không nói chuyện, mặt bị đánh đau nhất, tống cửu viên đã vịn khương quán xuống xe ngựa, hắn quan tâm nói, quán quán, mệt mỏi sao? Chúng ta về trước trên xe ngựa nghỉ ngơi một hồi. Khương Quán thuận thế đáp ứng Tống Cửu Uyên, dứt khoát dựa vào Tống Cửu Uyên cánh tay, hai người cùng đoan hòa quận chúa cáo biệt về xe ngựa, nhìn chầm chầm bóng lưng của nàng, Ngọc Trạch Lan sắp hận đôi mắt sung huyết, hoa hiểu dường như nhìn ra không đúng, nàng thấp giọng nói, hận nàng sao? Ta cũng hận nàng, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ta dựa vào cái gì tin ngươi, Ngọc Trạch Lan tính cảnh giác còn rất cao, bị hoa hiểu kéo đến trên xe ngựa của nàng. Mà nhị hoàng tử phi hiếp mắt đánh giá Khương Quán nàng cùng ít sinh đường Khương Thần Y là quan hệ như thế nào. Khương Quán cũng không biết nhị hoàng tử Phi đã bắt đầu hoài nghi nàng, cho dù biết cũng không quan trọng, hoài nghi lại như thế nào, dù sao nàng đánh chết không thừa nhận. Trở lại xe ngựa về sau, Khương Quán lắc lắc cổ tay, Tống Cửu Viên liền biết cổ tay nàng không thoải mái. Ta giúp ngươi ấn ấn, Tống Cửu Viên nhẹ nhàng án lấy Khương Quán thủ đoạn, mặc dù kỹ thuật bình thường, nhưng Khương Quán trong lòng cảm thấy ấm áp, trưởng công chúa tính tình thật nhiều tốt. Khương Quán nói lên ở trên xe ngựa nói lời, hỏi Tống Cửu Uyên, nàng cùng hoàng đế đều là thái hậu hài tử sao? Không phải? Tống Cửu Uyên lắc đầu giải thích, trưởng công chúa mẫu thân là năm đó tiên hoàng hậu, chỉ dục có nàng một đứa bé. Về sau nàng đem hoàng đế tiếp vào bên người giáo dưỡng, cho nên trưởng công chúa cùng hoàng đế tình cảm còn có thể. Về phần bây giờ thái hậu, lúc trước chỉ là cái thân phận thấp phi tử, chẳng qua là vận khí tốt sống được lâu mà thôi. Khó trách, Khương Quán nghĩ thầm, nguyên lai like không phải một cái nương trong bụng ra tới a à, trách không được tính cách ngày đêm khác biệt tuy nói hắn mặt ngoài kính trọng trưởng công chúa nhưng cũng kiên kỵ nàng mẫu tộc tống cửu viên thở dài đế vương đa nghi nếu không phải là như thế trưởng công chúa cũng không cần một mực tránh không có hồi kinh khá lắm cái này cẩu hoàng đế kiên kỵ cái này kiên kỵ cái kia thật không phải vật gì tốt trưởng công chúa đội ngũ tiếp tục bắt đầu đi đường con đường khơi thông mọi người cũng tiếp tục đi tống cửu uyên thay khương quán bóp trong chốc lát thủ đoạn liền xuống xe ngựa cưỡi ngựa mà khương quán thì đi không gian cho mình tay đè ma trong chốc lát lại thoa cái tay màng lúc này mới mơ mơ màng màng nghỉ ngơi trong chốc lát buổi trưa dừng lại nghỉ ngơi thời điểm trưởng công chúa đã tỉnh lại cho nên xe ngựa vừa dừng lại đoan hòa quận chúa thị nữ liền tới mời khương quán đi qua cùng một chỗ dùng cơm cũng mời tống đại nương tử các nàng theo lý mà nói loại tình huống này bọn hắn nên cho trưởng công chúa thỉnh an nhưng các nàng cũng không tại, tống cửu viên chỉ có thể tự mình viễn chuyển biểu thị các nàng mỏi mệt không nghĩ xuống xe ngựa. Đoan hòa quận chúa cùng trưởng công chúa đều là người thông minh, rất nhanh liền ý thức được dụng ý của các nàng, cũng không có tiếp tục truy vấn. Đoan hòa quận chúa đặc biệt hiếu thuận, vì trưởng công chúa, đồ ăn đều là hiện làm, lại còn mang đến cái bàn, trực tiếp bày ở trên đồng cỏ, có loại ăn cơm giả ngoại cảm giác. Nhị hoàng tử đến cùng là người hoàng gia, cho dù không thích hắn, đoan hòa vẫn là nghe trưởng công chúa đi mời bọn hắn, lần này nhị hoàng tử không có mang ngọc trạch lan, chỉ đem nhị hoàng tử phi, bọn hắn đến lúc đó, trưởng công chúa lôi kéo khương quán tay, mặt mũi tràn đầy từ ái nói, bản cung đã hồi lâu không có ngủ tốt như vậy, nhờ có quán quán. Su đăng tiểu thuyết internet, ta chỉ là tận đại phu bổn phận, khương quán thật thích trưởng công chúa, là lấy ở trước mặt nàng ngoan ngoãn, thu hồi xưa nay tiêm nha lợi chủy, vẫn là cửu vi ngươi ánh mắt tốt. Trưởng công chúa lại khen Tống Cửu Uyên, Tống Cửu Uyên vừa giơ lên nụ cười, nhị hoàng tử muốn ăn đòn chen miệng nói, "Cái này cũng nhờ có phụ hoàng, lúc trước hai người bọn họ thành hôn vẫn là phụ hoàng tứ hôn. Kết quả hai người không có tình cảm còn hòa ly, hiện nay là một lần nữa đi cùng một chỗ." Đám người, Đoan Hòa quận chúa cùng trưởng công chúa hai người đều trầm mặt, các nàng mặc dù không tại kinh đô, không đến mức tin tức như thế bế tắc, sở dĩ nói như vậy chẳng qua là trưởng công chúa phát giác tống cửu uyên nhìn thương quán trong mắt tràn đầy yêu thương tống cửu uyên chợt mở miệng xác thực muốn cảm tạ thánh thượng đem quán quán tốt như vậy cô nương ban thưởng vì vương phi cái này sự tình mặc dù trời xuôi đất khiến kết quả đúng là tốt tống cửu thỉ con hàng này tiện sư sư nói nếu không phải quán quán tỷ chúng ta người một nhà còn tại mang hoang khai khẩn đất hoang đâu cẩu hoàng đế tiểu tâm tư tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau đã nhị hoàng tử làm rõ cũng đừng trách hắn không nể tình. Cả bàn người bởi vì tống cửu thị lâm vào trầm mặt, cuối cùng vẫn là trưởng công chúa mở miệng trước, quán quán, hồi kinh về sau nhiều đến công chúa phủ bồi bồi bản cung, tốt lắm, khương quán lưu loát đáp ứng, để nhị hoàng tử phi dân lên cảm giác nguy cơ, mới lúc đến điện hạ để nàng nhiều lấy lòng trưởng công chúa, nàng suy nghĩ một chút nói, cô cô, đây là ta tự mình làm điểm tâm, ngài nếm thử, trưởng công chúa có chút tâm động, ngủ một giấc, nàng khẩu vị đều khá hơn một chút. Chỉ là Khương Quán nghe nhị hoàng tử phi bày ra đến bánh bột ngô, nói, cái này bánh bột ngô bên trong nhưng bỏ qua rượu, không có thả bao nhiêu, là vì sách tươi. Nhị hoàng tử phi không rõ ràng cho lắm, Khương Quán đã ngăn lại trưởng công chúa. Công chúa, ngài tại uống thuốc, không thể đụng vào những vật này, lại cái này điểm tâm bên trong còn thêm cam thảo. Nàng nhìn qua nhị hoàng tử phi, đương nhiên, ta biết ngài không phải cố ý, chỉ là những vật này tạm thời không thích hợp công chúa ăn. Trách ta tài sơ học thiển nhị hoàng tử phi ngượng ngùng cười cười không còn dám đi xem nhị hoàng tử đen như đáy nồi thần sắc trưởng công chúa cũng không có sinh khí không sao bản cung dùng chút cái khác mẫu thân chính là tính tình tốt đoan hòa quận chúa nhếch miệng trong lòng không thích ai biết nàng có phải là cố ý dù sao ngay từ đầu nhị hoàng tử còn mang một cái ngọc trạch lan kém chút làm bị thương mẫu thân đang khi nói chuyện khâu nhạn bưng tới chuẩn bị kỹ càng cây yến mạch cháo công chúa đây là cô nương phân phó nô tỳ cố ý cho ngài chuẩn bị cây yến mạch cháo, thơm quá, trưởng công chúa nghe hương vị đã cảm thấy rất thơm, muốn ăn tăng nhiều, nhị hoàng tử phi không đúng lúc mở miệng, cái này. Có thể hay không quá đơn sơ chút, chương 578, ngươi sao có thể đánh hài tử, công chúa còn tại uống thuốc, uống những cái này tương đối thích hợp, khương quán nói đạo lý rõ ràng, nhị hoàng tử phi không tốt nói thêm nữa, chỉ có thể ngượng ngùng im lặng làm khó quán quán thay bản cung hao tâm tổn trí trưởng công chúa tâm tình vô cùng tốt liền đoan hòa quận chúa nhìn về phía khương quán ánh mắt đều càng thêm hiền lành quán quán nếu là công chúa phủ đại phu đều có ngươi như vậy cẩn thận tốt bao nhiêu ta xem bọn hắn nên nhiều cùng ngươi học tập đoan hòa quận chúa có chút ao ước nhìn qua tống cửu uyên vẫn là hắn có phúc khí có thể lấy được tốt như vậy nương tử mắt thấy khương quán cùng công chúa quận chúa quan hệ càng thêm thân cận nhị hoàng tử gấp hắn tại dưới mặt bàn chân nhẹ nhàng đá một chút nhị hoàng tử phi nhị hoàng tử phi thực sự nhịn không được khương cô nương xác thực rất lợi hại ta nghe nói cửu châu có vị khương thần y nhất là lợi hại không biết các ngươi phải chăng có quan hệ hắn nha khương quán kéo dài thanh âm tại nhị hoàng tử phi ánh mắt khẩn trương bên trong chậm rãi mở miệng nói nghe nói qua nhị hoàng tử phi lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra vị kia nhưng biết nàng bí mật lớn nhất nếu không phải làm hắn không chết nàng đã sớm đóng kín Nàng thở vào một cái, ta còn tưởng rằng các ngươi đều họ Khương, là bản gia, Khương gia trừ ta cũng không có người lợi hại như vậy, Khương quán biểu môi, Khương thượng thư cũng không có lợi hại như vậy ghen, chẳng qua nhìn nhị hoàng tử phi khẩn trương bộ dáng, Khương quán chơi tâm đại phát, Khương thần y cùng ta sư xuất đồng môn, ngươi, ngươi không phải nói chỉ nghe nói qua sao, nhị hoàng tử phi kém chút cắn đến mình đầu lưỡi, tim cuồng loạn, Khương quán chẳng lẽ biết bí mật của nàng A. Khương quán ý tứ sâu xa ngoắc ngoắc môi, hắn đi theo sư môn ta trưởng bối học y, mà ta từ nhỏ cũng không tại sư phó bên người, đây không phải một mực đang kinh đô A, cho nên thấy thiếu, nhị hoàng tử phi, nàng bộ mặt đỏ lên, hiển nhiên có chút lo nghĩ, nhị hoàng tử không rõ ràng cho lắm, ngươi đối kia thần y như vậy quan tâm làm cái gì, liền. Lần trước nhờ có hắn, mới bảo trụ con của chúng ta, cụ thể chi tiết nhị hoàng tử phi không dám nói tỉ mỉ, sợ nhị hoàng tử cách ứng, cũng là lúc này, trong xe ngựa truyền đến bọn nhỏ khóc lóc âm thanh, thị nữ hương nha ôm lấy tiểu hài tới, điện hà, đại công tử khóc lợi hại, nghĩ đến là đói, đại công tử, khương quán một bộ vẻ mặt kinh ngạc, để nhị hoàng tử phi mi tâm lại lần nữa nhảy lên, nhị hoàng tử kiêu ngạo mà nói, đây là bản vương con trai trưởng, là long phượng thai, cô cô nghĩ đến còn không có gặp qua, bản cung nhìn một cái. Trưởng công chúa vẫn là thật thích tiểu hài nghe vậy tiến tới nhìn nhìn nhị hoàng tử phi sợ khương quán nói mò mấy hơi qua đi liên tục không ngừng ôm lấy hài tử nói cô cô bảo bảo khả năng đói ta đi trước trong xe ngựa dỗ dành hắn ngươi gấp cái gì không phải có nhũ mẫu sao nhị hoàng tử bất mãn mở miệng đã nàng không chiếm được cô cô thích kia để nhi tử đi thử một chút cũng chưa hẳn không thể nhị hoàng tử phi có khổ khó nói trưởng công chúa cũng không ngốc tự nhiên nhìn ra được nhị hoàng tử phi ý nghĩ nàng nhìn một chút tiểu hài nhân tiện nói nhìn một cái hài tử khóc lợi hại như vậy ngươi nhanh đi dỗ dành tạ ơn cô cô nhị hoàng tử phi ôm lấy hài tử nhanh chóng rời đi giống như là đằng sau có người truy nàng giống như bộ dáng kia khí nhị hoàng tử kém chút học máu khương quán lại biết ý nghĩ của nàng đây là sợ nàng vạch trần bí mật của nàng a khi nàng càng muốn treo nàng để nàng tiếp tục nơm nớp lo sợ lúc này đoan hòa quận chúa thị nữ ôm lấy một cái tiểu nữ hài tới tiểu nữ hài xoa nhập nhèm đôi mắt tổ mẫu mẫu thân nhuế nhuế nhanh hô di di đoan hòa quận chúa ôm lấy mình nữ nhi đối khương quán nói quán quán đây là nữ nhi của ta nhuế 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 ngươi tốt trước mặt tiểu cô nương ước chừng 4 năm tuổi bộ dáng tướng mạo mười phần tinh xảo nàng ngoan ngoãn hô mọi người cuối cùng mới đối khương quán khoa trương di di ngươi thật xinh đẹp nha tạ ơn nhuế nhuế ngươi cũng rất xinh đẹp khương quán nhịn không được nhẹ nhàng nhéo nhéo nhuế nhuế khuôn mặt nhỏ nhắn thịt thịt đặc biệt đáng yêu nhìn nàng cùng quận chúa nữ nhi như thế thân cận nhị hoàng tử trong lòng âm thầm đem mấy cái bất thành khí nữ nhân mắng một trận hắn phủ thượng nhiều nữ nhân như vậy cũng không sánh nổi khương quán một cái tống cửu biên thật đúng là tốt số đoan hòa quận chúa ở bên cạnh cười quán quán như thế thích tiểu hài sớm đi cùng vương gia sinh một cái như thế đánh thú khương quán xấu hổ mặt đều đỏ Tống Cửu Viên sợ nàng ngượng ngùng tiếp lời nói, chúng ta không có ý định sớm như vậy muốn hài tử. Hắn không nói nguyên nhân, chẳng qua đám người cũng không có truy vấn, bây giờ thời cuộc trung chuyển, kỳ thật trưởng công chúa Minh Bạch Tống Cửu Viên ý nghĩ, mấy người nói chuyện vừa vặn lúc, Ngọc Trạch Lan lắp bắp đi tới. Điện Hạ, ngài tìm ta, nàng cẩn thận từng ly từng tí ngồi tại nhị hoàng tử bên cạnh, nhị hoàng tử nhíu mày, bản điện lúc nào tìm ngươi rồi, là tỷ tỷ nói ngọc trạch lan cũng ý thức được mình bị nhị hoàng tử phi hố sợ là cố ý để nàng bỏ ra xấu nhìn thấy trưởng công chúa ngọc trạch lan ấy nấy nói cô cô thật xin lỗi ta không phải cố ý tổn thương ngươi nhuế nhuế trưởng công chúa dường như không nhìn thấy ngọc trạch lan cũng không lý tới nàng mà là cầm khăn tinh tế thay nhuế nhuế xoa xoa môi không nhìn đại biểu nàng căn bản không có đem ngọc trạch lan để vào mắt ngọc trạch lan lập tức vô cùng khó xử những người còn lại cũng không có đem Ngọc Trạch Lan để vào mắt, các trò chuyện các, đoan hòa quận chúa đối Khương Quán Hảo cảm bội sinh, hai người nói chuyện rất tốt, nhuế nhuế không chịu ngồi yên, ngồi ở một bên chơi lấy nàng nhỏ đồ chơi, Ngọc Trạch Lan rất xấu hổ, lại không nghĩ xám xịt rời đi, chỉ có thể lôi kéo nhị hoàng tử nói chuyện, khí nhị hoàng tử hung hăng trừng nàng, lúc trước không biết quán quán ngươi tính tình như thế hợp ta tâm ý, về kinh đô về sau chúng ta thường tụ. Đoan hòa quận chúa nhà chồng bây giờ còn tại Kinh Đô, lần này là nàng mang theo hài tử lặng lội đường xa đi đón trưởng công chúa, được, Khương Quán Miễn cười gật đầu, hai người cười nói, chợt nghe thấy thị nữ tiếng thét chói tai, tiểu chủ tử, tiểu chủ tử, làm sao rồi, đoan hòa quận chúa cùng trưởng công chúa vô ý thức nhìn về phía nhuế nhuế, chỉ thấy nhuế nhuế khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, lúc này chỉ mình cuốn họng, trong mắt tràn đầy đều là nước mắt, hầu hạ thị nữ của nàng liên tục không ngừng nói, tiểu chủ tử bị củ lạc nghẹn lại, nhuế nhuế sắc mặt đã bắt đầu phát tím, nước mắt từng viên lớn rơi, cái này, cái này cái này, đoan hòa quận chúa người lão đảo hướng phía nhuế nhuế chạy tới, dọa đến cả người đều đang phát run. một thân ảnh lại nhanh hơn nàng, là Khương Quán, Khương Quán nhanh chóng chạy đến nhuế nhuế phía sau, tránh ra, nàng đẩy ra phục vụ thị nữ, dùng hai tay lưng vần quanh nhuế nhuế phần eo. Một tay nắm tay chống đỡ xương sườn cạnh dưới cùng cái rốn ở giữa, tay kia bắt lấy nắm đấm đồng thời nhanh chóng dùng sức hướng lên đè ép hài tử phần bụng đây là lít pháp cấp cứu động tác nhìn có chút thô bạo ngọc trạch lang thét chói tai vang lên khương quán ngươi đang làm gì loại thời điểm này làm sao còn có thể đánh nhuế nhuế nàng tuy là đại phu có thể học tập thời điểm cũng không cần tâm liền cái này đơn giản cấp cứu phương pháp cũng không biết nhị hoàng tử nhìn xem khương quán hung tàn động tác biểu lộ hoảng sợ bút thú cát tống huynh ngươi nhanh quản quản khương quán Hài tử muốn bị nàng đánh ngất xỉu, chương 579, nàng làm thế nào, khẳng định là đang cứu người, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Mau ngăn cản Khương Quán A, Ngọc Trạch Lan không rõ quận chúa cùng trưởng công chúa vì cái gì có thế trơ mắt nhìn xem Khương Quán khi dễ nhuế nhuế, ngậm miệng, Quán Quán là đang cứu người, Tống Cửu Viên coi như hiểu rõ Khương Quán, Khương Quán tuyệt không có khả năng tổn thương nhuế nhuế, nàng làm như thế, khẳng định là đang cứu người, nghe Tống Cửu Viên nói là đang cứu người đoan hòa quận chúa cùng trưởng công chúa lúc này mới tỉnh táo lại, dù là như thế, làm gia trưởng, các nàng xem hướng nhuế nhuế trong mắt vẫn là tràn ngập đau lòng, rốt cục, nhuế nhuế miệng bên trong củ lạc phun tới, mà nàng cũng ho nhẹ mấy lần, khôi phục hô hấp qua qua khóc lên, hoa, nhuế nhuế, nhuế nhuế, đoan hòa quận chúa rốt cuộc không có lúc trước tỉnh táo bộ dáng, đem nhuế nhuế ôm vào trong ngực kiểm tra, nương nhuế nhuế, nhuế nhuế ngươi thế nào, thật là khó chịu. nhuế, nhuế thúc thiếp, bên cạnh trưởng công chúa cũng đau lòng vuốt lưng của nàng, nhế nhế không khóc, các nàng đều vội vã trấn an nhế nhế, mà tống cửu viên lạnh lùng nhìn về phía nhị hoàng tử cùng Ngọc Trạch Lan, xem ra y thuật của ngươi xác thực không tới nơi tới chốn, liền đơn giản như vậy cấp cứu phương pháp cũng không biết, Ngọc Trạch Lan lại lần nữa bị nhục nhã, nàng cùng nhị hoàng tử cảm giác trên mặt bị quạt một bạc tai giống như, đau rác, ngươi cái phế vật, trách không được bị gia tộc xóa tên. Nhị hoàng tử hung hăng đá Ngọc Trạch Lan một chân, nhìn về phía Khương Quán ánh mắt có chút vi diệu. Lúc này trưởng công chúa cùng đoan hòa quận chúa đã trấn an được bị dọa sợ nhuế nhuế, nhuế nhuế lau sạch sẽ nước mắt, trúc thúc tha thúc tiếp dựng đối Khương Quán nói, tạ ơn di di cứu. Cứu nhuế nhuế, không khách khí, Khương Quán tiếng nói thả mềm mấy phần, ngươi lần sau ăn cái gì không thể gấp gáp như vậy biết sao, từng ân, nhuế nhuế lần này bị dọa đến có chút hung ác, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, khuôn mặt nhỏ trắng bệt trắng bệt đoan hòa quận chúa lạnh lùng liếc qua ngọc trạch lan mới nếu là chúng ta nghe ngươi lời nói ngăn cản quán quán nhớ nhuế xảy ra chuyện gì ngươi đảm đương nổi sao ta ta không biết ngọc trạch lan lắc đầu cãi lại chúng ta trong tộc người chưa từng có dạng này đã cứu người đó chỉ có thể nói ngươi không kiến thức đoan hòa quận chúa xì khẽ một câu không có lại nhìn nàng luôn luôn tính tính tốt trưởng công chúa cũng tức giận đối nhị hoàng tử nói bản cung không muốn nhìn thấy nàng cô cô yên tâm bản điện sẽ đem người mang đi nhị hoàng tử đối thị nữ sau lưng nói mang nàng trở về trượng trách ba mươi đừng a à, điện hạ ngọc trạch lan kinh ngạc đến ngay người không nghĩ tới cưng chiều nàng nhị hoàng tử thế mà muốn xử phạt nàng nàng trước đó nhìn thấy hoàng tử phi xử phạt qua người khác đánh ba mươi cây gậy nàng có thể hay không chịu đựng được còn không biết lôi đi đừng ô cô cô con mắt nhị hoàng tử lãnh huyết mệnh lệnh thuộc hạ không cố kỵ nữa ngọc trạch lan trưởng công chúa chính lôi kéo khương quán xúc cảm tạ quán quán nhờ có ngươi nhuế nhuế muốn thật có chuyện bất trắc ta cùng nàng mẫu thân đều không cách nào sống nàng nói đem một khối ngọc bội đưa cho khương quán đây là ta công chúa phủ ngọc bài ngươi có bất kỳ sự tình đều có thể tới tìm ta nàng đã không còn tự xưng bản cung triệt để đem khương quán xem như người một nhà đoan hòa quận chúa con mắt đỏ ngầu khôi phục lại cảm kích nói nhuế nhuế về sau quán quán di chính là của ngươi ân nhân cứu mạng ngươi phải đưa nàng nhìn cùng mẫu thân đồng dạng trọng yếu quận chúa không được khương quán nhận lấy trưởng công chúa ngọc bội trị bệnh cứu người ta thu tiền xem bệnh các ngươi không cần cảm thấy thua thiệt ta đúng vậy a à. quán quán cứu nhuế nhuế là thầy thuốc nhân tâm tống cửu viên giúp đỡ khương quán nói chuyện trong mắt hắn quán quán cũng sẽ không bị những cái này tục vật ảnh hưởng quán quán gì, nhuế nhuế kéo căng khuôn mặt nhỏ trong veo đáy mắt tràn đầy đơn thuần ngươi là đại phu sao đúng a à. Ta là đại phu, Khương Quán nghiêng đầu, đáp lại nhuế nhuế, nhuế nhuế hiếu kỳ mà nói, nhưng nhuế nhuế trước kia nhìn thấy đại phu đều là nam tử nha, nhuế nhuế, đoan hòa quận chúa sụ mặt, người trước kia nhìn thấy đại phu là nam tử, không có nghĩa là đại phu chỉ có thể là nam tử, đúng nha, Khương Quán không người, cùng nhuế nhuế nhìn ngang nói chuyện phiếm, chỉ cần chúng ta nghĩ, nữ tử có thể làm bất luận cái gì mình muốn làm sự tình, cũng có thể làm tiên sinh sao, nhuế nhuế nghiêng cái đầu nhỏ, bộ dáng hết sức nghiêm túc khương quán tán đồng nhẹ gật đầu chỉ cần ngươi muốn có thể làm nữ tiên sinh vậy ta về sau muốn làm nữ tiên sinh nhuế nhuế vỗ tay nhỏ bị khương quán như thế một hống nụ cười bò lên trên hai gò má trưởng công chúa cùng đoan hòa quận chúa cuối cùng buông xuống một mực dẫn theo tâm bởi vì nhuế nhuế bị hù dọa đoan hòa cũng không có dùng cơm tâm tư sân Nét, cùng khương quán trò chuyện trong chốc lát nàng liền ôm lấy hài tử trở về xe ngựa nghỉ ngơi, trưởng công chúa thân thể mệt mỏi, cũng không tiếp tục lưu, ngược lại là lưu lại tống cửu uyên bọn hắn cùng nhị hoàng tử cái này oan gia cùng một chỗ dùng cơm, tống cửu thị chỉ lo ăn như gió cuốn, căn bản không thèm để ý nhị hoàng tử cách nhìn, mà tống cửu uyên cẩn thận thỏa đáng chăm sóc lấy khương quán, ngược lại là lộ ra nhị hoàng tử có chút dư thừa, không nghĩ tới khương cô nương y thuật lợi hại như vậy, Bây giờ bản điện ngược lại là tin tưởng ngươi có thể trị hết cô cô. Nhị điện hạ quá khen, khương quán bờ môi ý cười càng sâu. Ngọc cô nương xuất thân hạnh lâm thế gia, luôn có có thể giúp đỡ nhị điện hạ. Nàng mừng rỡ cho hoa hiểu cùng nhị hoàng tử phi tìm đối thủ, lập tức liền đánh chết có ý gì a? À? Nhị hoàng tử trên mặt nụ cười cứng đờ, có lẽ vậy. Bầu không khí dần dần đóng băng. Nhị hoàng tử một người nhạt như nước ốc, khương quán ngược lại là ăn không tệ không hổ là công chúa phủ đầu bếp nữ làm ra đồ vật tống cửu thỉ còn có tâm tình cảm thán một câu trêu đến nhị hoàng tử kéo ra miệng thực sự không nghĩ tại cái này chướng mắt nhị hoàng tử tìm cái cớ rời đi thế là tống cửu thỉ ăn càng vui vẻ hơn xem bọn hắn kinh ngạc khẩu vị đều tốt mấy phần tống cửu thỉ không có hình tượng chút nào ở một cái trêu đến tống cửu biên không cao hứng lường hắn một cái ăn cơm xong về sau tống cửu biên kéo khương quán đưa nàng đưa về trên xe ngựa xe ngựa của bọn hắn đằng sau cách đó không xa chính là triều ân xe ngựa, vệ thất nhãn con ngươi đều nhanh muốn trừng thành chuông đồng, vệ bảy, vệ bảy, triều ân gọi hắn mấy lần, hắn lúc này mới hoàn hồn, đem pha tốt trà đưa vào, ngươi đang suy nghĩ gì, triều ân hồ nghi nhìn chầm chầm vệ bảy, có chút hoài nghi hắn khống chế không nổi mình làm ra mất lý trí sự tình, vệ bảy lúc này còn hốt hoảng, mới hắn ở vòng ngoài nhìn thấy khương quán cứu người bộ dáng hắn thực sự nhịn không được đem sự tình một năm một mười báo cho triều ân cuối cùng nói ra nàng ngay từ đầu nói có thể trị hết trưởng công chúa thuộc hạ cho là nàng là nói ngoa xem ra khương quán y thuật xác thực rất lợi hại triều ân cảm thán một câu cũng không biết đây là phúc vẫn là họa nếu là hoàng thượng biết sợ là lại sẽ gối đầu một mình khó ngủ vệ thất tâm bên trong thật lâu không thể bình tĩnh mới thuộc hạ nhìn nàng động tác thô bạo như vậy không có lường trước thật có thể đem nghẹn lại nhuế nhuế cô nương cứu sống. Phải biết kinh đô bị nghẹn chết tiểu hài cũng không ít, hóa ra là thi cứu biện pháp không chính xác, ngươi biết liền tốt, không nên đắc tội bọn hắn. Triều ân lại lần nữa căn dặn một câu kinh ngạc đến ngay người vệ bảy, vệ thất tâm tình phức tạp, nơi nào còn có tâm tư đi đối phó Khương Quán, sợ là mười cái chính mình cũng đấu không lại Khương Quán. Chương 580, đúng lúc gặp mưa to, đương nhiên khương quán cũng không biết mình cứu người còn có thế uy hiếp ở ngo ngoe muốn động vệ bảy nàng lúc này vừa ăn uống no đủ có chút ưu sầu sờ lấy mình bụng nhỏ mỗi ngày ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn ta đều mập không mập tống cửu viên nhéo nhéo khương quán tràn đầy nhựa cây nguyên lòng trắng trứng khuôn mặt nhỏ ngươi nếu là nói mình béo ly nhi sợ là sẽ phải khóc nhè dù sao tống cửu viên nhưng so sánh khương quán tràn thịt nghe vậy khương quán trầm mặt tốt a à, tính tống cửu viên trấn an hữu hiệu ăn xong liền mệt trả trời, ta nghỉ ngơi một hồi, lập tức liền phải lên đường, ngươi đi ra ngoài trước đi. Khương quán lắc lắc tay nhỏ, tống cửu viên bất đắc dĩ rời đi, đêm qua tại giả ngoại ngủ được không được tốt lắm, cho nên hôm nay bọn hắn muốn tận lực đuổi tới khách sạn đi nghỉ ngơi. Tống cửu viên vừa đi, khương quán liền tiến không gian, tiếp tục làm việc lục không gian sự nghiệp, xe ngựa lăn lộc cộc tiếp tục đi lại. Bỗng nhiên hồi lâu không có xuất hiện hệ thống nhắc nhở Khương Quán, chủ nhân, bên ngoài trời mưa trời mưa rồi khương quán không lo được trong tay đang bào chế dược liệu nhanh chóng xuất hiện trong xe ngựa quả nhiên bên ngoài đã có giọt mưa đắp tí tách thanh âm khương quán xốc lên xe ngựa rèm nhìn ra phía ngoài mưa còn không tính lớn nhưng có hạ lớn xu thế khương quán tranh thủ thời gian đối tống cửu biên hô tống cửu uyên mau lên ngựa xe được tống cửu uyên cùng tống cửu thủy bàn giao vài câu lại để cho tất cả mọi người mặc vào áo tơi lúc này mới bên trên khương quán xe ngựa lúc này mưa bên ngoài đã hạ lớn một chút, tống cửu uyên trên thân đã xối một chút, nhanh lao lao, khương quán từ xe ngựa ô vuông bên trong lấy ra một khối khăn lông khô đưa cho tống cửu uyên, lại tìm ra hắn có thế thay giặt y phục, nhanh thay đổi đi, được, tống cửu uyên khó được có chút xấu hổ, vành tay hồng hồng, hắn nhanh chóng sát một chút trên mặt cùng trên tóc dọc nước, khương quán đã quay lưng đi, không nhìn hắn, nàng mơ hồ nghe thấy quần áo bị cởi lúc tiếng ma sát. Nghĩ đến tống cửu viên mạnh mẽ đanh thép bộ dáng, nàng khuôn mặt nhỏ nong nóng, khương quán, ngươi đoán mò cái gì a? À? nàng nhẹ nhàng tại trên cánh tay của mình nhéo một cái, thất thần lúc nghe thấy tống cửu biên giàu có từ tính tiếng nói, quán quán, ta đã thay xong, ừm, khâu nhạn các nàng không có suối a? khương quán nhanh chóng dời đi đề tài, bởi vì trời mưa, lúc này thời tiết tương đối tối, trong xe ngựa tia sáng không tốt lắm, cho nên tống cửu biên tuyệt không phát giác được khương quán thần sắc không đúng, hắn biểu lộ nghiêm túc, tạm thời không có chuyện làm chẳng qua cái này mưa nhìn ngắn hạn sẽ không ngừng, xe ngựa dừng ở giả ngoại cũng rất nguy hiểm, Khương Quán mặt mày nặng nề, vẫn là phải tìm một chỗ tránh một chút mưa, yên tâm, ta bàn giao bọn hắn, Tống Cửu Viên đã sớm nghĩ tới điểm này, cho nên bàn giao bọn hắn nhìn thấy có thể tránh mưa địa phương nhất định phải kịp thời dừng lại, ầm ầm, phía ngoài tiếng sấm cực lớn, hạt mưa nện ở trên xe ngựa, cũng lốc bốc vang, Khương Quán tim hoang mang rối loạn, không khỏi nhớ tới lúc trước bị lưu vong lúc một đường chạy nạn gặp phải mưa to. Quán quán đừng sợ, tống cửu biên sợ khương quán sợ hãi, dứt khoát đem người ôm vào trong ngực. Kỳ thật khương quán không phải sợ xét đánh, mà là bởi vì bọn hắn bôn ba tại trong rừng cây. Có chút bận tâm xét đánh sẽ điện giật người. Đúng vào lúc này, bên ngoài vang lên tống dịch thanh âm, vương gia, phía trước dường như có sơn động. Trưởng công chúa các nàng đã đi vào trước, chúng ta muốn hay không đi vào chung tránh mưa. Người đi trước nhìn xem sơn động có thể hay không dung nạp nhiều như vậy người. Tống cửu viên ở trong lòng tính toán một phen, bọn hắn ba nhóm nhân mã thêm một khối tối thiểu hơn trăm người, quá nhỏ sơn động xác thực dung nạp không được, thực sự không được chỉ có thể người đi vào trước, đồ vật xối không quan hệ. Khương quán ý nghĩ kỳ thật cũng là tống cửu viên ý nghĩ, cũng may tống dịch rất mau tới về bọn hắn, vương gia, phía trước sơn động rất lớn, có thể chứa đựng tất cả mọi người, được vậy ngươi để mọi người chuẩn bị đi vào tránh mưa. Tống cửu uyên nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua xe ngựa ngừng phía dưới, bởi vì người phía trước ngay tại chuyển di vào sơn động, rốt cục đến phiên bọn hắn lúc, bên ngoài đã hạ lên bầu bồn mưa to. Tống cửu uyên che chở khương quán, sợ nàng xối, cũng may xe ngựa là dừng ở cửa sơn động. Này sơn động xác thực rất lớn, bên ngoài giống như là mái hiên một loại che khuất không ít mưa, không phải tất cả mọi người phải ướt đẫm, dù là như thế, xe ngựa của bọn hắn còn chỉ có thể dừng ở bên ngoài, con ngựa cũng phải gặp mưa. Dù sao sơn động có thể chứa đựng tất cả mọi người đã không sai, chủ tử, chúng ta phải đi vào bên trong đi, khâu nhạn đi vào trước ra xét sơn động, ra tới lúc thần sắc không tốt lắm, đây là làm sao rồi, khương quán nhìn khâu nhạn mất mặt, như hòa trấn an nàng, không có chuyện gì, chỉ là tránh mưa, đợi mưa tạnh, chúng ta liền có thể tiếp tục đi đường nha, còn không phải nhị hoàng tử phụ nữ quyến, khâu nhạn nhếch miệng, sơn động vốn là không lớn, bọn hắn còn chiếm thật lớn một khối địa phương, đừng tức giận, Khương Quán ngược lại là nhìn rất thoáng, nàng theo khâu nhạn đi vào, quả nhiên phát giác nhị hoàng tử bọn hắn chiếm địa phương lớn nhất, mà trưởng công chúa các nàng chiếm được địa phương ngược lại còn nhỏ một chút, thấy các nàng tiến đến, đoan hòa quận chúa vẫy vẫy tay, quán quán, mau tới bên này, đa tạ quận chúa hảo ý, chẳng qua chúng ta bên này người cũng nhiều, vẫn là đi vào trong đi. Cơ sần. Nét. Khương quán thoáng nhìn trưởng công chúa các nàng chỗ bên cạnh cũng không rộng, nếu để cho các nàng đều chen tại một khối, rất dễ dàng bại lộ tống đại nương tử cùng tống cửu ly các nàng không tại, cho nên đi đến trong sơn động một chút, càng tốt hơn. Nghe vậy đoan hòa quận chúa cũng không có miễn cưỡng, chỉ là nói, thiếu cái gì nói với chúng ta, được. Khương quán các nàng cuối cùng tại sơn động tận cùng bên trong nhất nghỉ ngơi, bởi vì trời mưa, thời tiết có chút hơi lạnh, khâu Nhãn dứt khoát sinh một đống lửa, cũng đúng lúc thuận tiện các nàng nấu cơm. Cải trang Tống Thanh cùng Tống Đại Nương tử bọn hắn người uống tại nhất nơi hẻo lánh, thuận thế còn dựng cái lều nhỏ nghỉ ngơi, quán quán, uống nhanh điểm canh gừng, khâu nhạn nấu canh gừng, Tống Cửu Viên liên tục không ngừng bưng tới cho Khương Quán uống, ngươi uống đi, ta không có gặp mưa a à. Khương Quán xác thực không có gặp mưa, ngược lại là Tống Cửu Viên hoặc nhiều hoặc ít xối một chút, thời tiết lạnh, ủ ấm dạ dày, Tống Cửu Viên cầm thìa, đút tới Khương Quán bên miệng, Đóng mọi người hí ngược ánh mắt, Khương Quán há mồm uống một ngụm, thật nóng, vậy ta đặt vào, ngươi chậm một chút uống, Tống Cửu viên mình bưng một bát nhanh chóng uống xong, hắn có chút bận tâm mình ngựa, nhanh chân đi ra đi nhìn nhìn, khâu nhạn đã ở trong sơn động trải tốt cái đệm, chủ tử, trời sắp tối, ngày đêm nay chấp nhận chấp nhận đi, bọn hắn mang doanh trướng xác thực không nhiều, Khương Quán không gian ngược lại là có, nhưng không tốt lấy thêm ra tới, không sao. Khương quán lúc trước nếm qua khổ càng nhiều, điều kiện này còn không tính gian khổ, cho nên nàng phi thường bình tĩnh, ngược lại là hoa hiểu cùng nhị hoàng tử phi còn tại phàn nàng, cảm thấy cái này hoàn cảnh quá kém, trong lúc đó còn vang lên ngọc trạch lan tiếng cầu xin tha thứ, hóa ra là mới đi đường không tiện xử phạt, cho nên nhị hoàng tử giờ phút này ngay tại để hạ nhân trượng trách ngọc trạch lan, ngọc trạch lan đau thét lên, điện hạ, điện hạ, nô gia biết sai, cầu ngài, cầu ngài tha nô gia, nô tỳ về sau ngoan ngoãn nghe lời, phanh 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 cây gậy đánh vào trên người nàng tiếng vang rõ ràng truyền vào trong tay mọi người lại không một người đi ngăn cản